Tại Phúc Thành, Lộ Tiểu Lộ đang mơ gặp được Vương Tổ Hiền, không ngờ mở mắt ra lại thấy mẹ. Mẹ bảo Lộ Tiểu Lộ mau chóng dậy đi, vì hôm nay là ngày thi đại học quan trọng. Trong lúc ăn sáng, mẹ dặn Lộ Tiểu Lộ thi xong thì về nhà sớm, dạo này xung quanh có lưu manh, tóc Tiểu Lộ dài như vậy, lỡ bị nhầm thành con gái thì sao? Nghe vậy, bố Tiểu Lộ chỉ cười bảo con trai giống ông nên mới trông thư sinh như thế. Mẹ nghe thấy thì không vui, hai người liền cãi nhau. Thấy vậy, Lộ Tiểu Lộ vội cầm máy cassette chạy đi, nhưng mới đi được vài bước thì bị mẹ gọi lại. Tiểu Lộ nói thẳng là thầy bảo mang cassette đến trường để mở liên hoan. Mẹ sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học sắp tới, Tiểu Lộ đảm bảo nhiều lần, rồi vội vã ra khỏi nhà. Dù vậy, mẹ vẫn kiên quyết dựa vào lan can dặn Lộ Tiểu Lộ về sớm, cẩn thận lưu manh. Tại nhà máy thực phẩm, loa đang phát câu chuyện nữ công nhân bị lưu manh trêu chọc, còn Lý Quang Nam và Lộ Tiểu Lộ thì đứng ngoài nhà máy. Thì ra, Lý Quang Nam muốn chúc mừng sinh nhật cô gái mình thích, còn Tiểu Lộ mang máy cassette tới để giúp cậu ta. Dù vậy, Tiểu Lộ vẫn lo lắng về kỳ thi đại học sắp tới. Cuối cùng, sau một thời gian dài đợi chờ, họ cũng gặp được Tần Quyên. Tuy nhiên, đối diện với lời tỏ tình của Lý Quang Nam, Tần Quyên chẳng buồn nghe mà còn nói cả hai người họ là lưu manh. Ngay lập tức, công nhân trong nhà máy súng lại. Tiểu Lộ vội nói mình sắp phải đi thi đại học, nhưng chẳng ai tin, còn định đưa hai người lên phòng bảo vệ. Lý Quang Nam dọa đối phương rằng anh trai Tiểu Lộ là Lộ Đại Giang. Nghe vậy, công nhân càng tức giận hơn và sau vài lời qua lại, hai bên bắt đầu đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, Bạch Lam kéo vali bước vào nhà máy, Lộ Tiểu Lộ liền giật lấy vali của cô để làm vũ khí. Cuối cùng, kết quả là chiếc vali bị vỡ tan, đồ đạc văng tung tóe khắp nơi. Lộ Tiểu Lộ cùng vài người nhanh chóng bị đội bảo vệ áp giải, nhưng khi hỏi ai là người đánh trước, mọi người đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Tần Quyên thẳng thừng nói rằng cô không nhìn thấy gì rồi rời đi. Lúc này, Bạch Lam đang thu dọn đồ đạc, khi được hỏi liệu cô có nhìn thấy gì không, Bạch Lam trả lời rằng cô đã thấy ai ra tay trước. Khi Bạch Lam xuất hiện lần nữa trước mặt Lộ Tiểu Lộ là khi cậu vừa mới cãi lại bí thư phòng thư ký Bỉ Chí Cương. Không ngờ Bạch Lam lại nói thẳng rằng Lộ Tiểu Lộ là người đánh trước, khiến cậu ta ngơ ngác không hiểu gì, chỉ còn cách theo cảnh sát rời đi. Ra khỏi nhà máy, lão Ngô thả Lộ Tiểu Lộ ra và còn dặn cậu thi đại học thật tốt và trở thành sinh viên. Lộ Tiểu Lộ cảm ơn rồi nhanh chóng đến điểm thi, nhưng vẫn đến muộn. Cậu quay lại thì thấy Lý Quang Nam cũng đang ngồi bên ngoài phòng thi. Cả hai quyết định ngồi xuống ngoài phòng thi ăn mía, đồng thời trò chuyện về tương lai. Lộ Tiểu Lộ nói rằng mình chỉ muốn sống sót qua đêm nay thôi. Lúc này, giám đốc nhà máy đang gọi điện thoại, còn Bì Chí Cương giới thiệu bác sĩ mới của nhà máy, Bạch Lam. Đột nhiên, Lộ Đại Giang xông vào tìm Lộ Tiểu Lộ, ngay lập tức đe dọa giám đốc. Trong lúc hỗn loạn, Bạch Lam cầm gậy đập thẳng vào đầu Lộ Đại Giang. Lộ Đại Giang được người dìu rời đi, khi mở mắt ra, Lộ Tiểu Lộ đã ở bên cạnh. Trong lúc hai người trò chuyện, Bạch Lam bất ngờ tìm đến. Lộ Đại Giang lập tức đề nghị một trận đấu bia, thua thì sẽ đi theo Bạch Lam. Kết quả, Lộ Đại Giang rơi vào thế yếu, Lộ Tiểu Lộ liền thay anh tiếp tục trận đấu. Đúng lúc gay cấn, mẹ Lộ Tiểu Lộ tìm đến, Lộ Đại Giang lập tức đèo Lộ Tiểu Lộ chạy đi. Lộ Đại Giang hỏi Lộ Tiểu Lộ sau này định làm gì, Lộ Tiểu Lộ nói rằng cậu muốn xông pha thử thách. Lộ Đại Giang chỉ cảm thán rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Một tháng sau, Lộ Tiểu Lộ cùng Lý Quang Nam đến nhà máy thực phẩm, Lộ Tiểu Lộ còn giúp Tần Quyên nói chuyện trên đài phát thanh. Sau khi nói xong, họ bắt đầu trò chuyện, nhưng quên tắt micro, khiến cả nhà máy đều nghe được cuộc thảo luận giữa Tần Quyên và Lộ Tiểu Lộ về việc Bạch Lam từng giết người trước đây. Mẹ Lộ Tiểu Lộ vội chạy đến đài phát thanh để ngăn không cho họ tiếp tục nói, nhưng đã quá muộn. Tối đến, Tần Quyên vẫn ở chung với Bạch Lam, khiến tin đồn về Bạch Lam ngày càng lan rộng. Tần Quyên dẫn Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam làm quen với vài công nhân kỳ cựu trong đội sửa chữa, bao gồm trưởng đội Đức Bảo Ca, lão Ngưu Bì và trưởng Cước. Lão Ngưu Bì tặng mỗi người một món bảo bối và dặn nếu làm mất thì không còn nữa đâu. Trời lại đổ mưa lớn, Bạch Lam một mình đạp xe, phía sau bất ngờ xuất hiện một người mặc áo mưa. Đạp xe chưa được bao xa, Bạch Lam nghe thấy tiếng còi nên dừng lại. Cô nhanh chóng nhận ra có điều bất thường, liền xuống xe. Nhưng Bạch Lam cũng là người không dễ đối phó, chỉ trong nháy mắt đã xử lý kẻ kia gọn gàng. Tên lưu manh hốt hoảng bỏ chạy nhưng vẫn để lại một chiếc mặt nạ, trên đó nổi bật chữ Lộ. Chiếc mặt nạ nhanh chóng được mang đến văn phòng giám đốc. Ngay lập tức, Lộ Tiểu Lộ bị gọi vào văn phòng, cậu không thể bào chữa nổi. Cậu một mực phủ nhận mình là kẻ lưu manh, nhưng Bạch Lam liền bước ra từ sau tủ và nhìn thẳng vào cậu. Lộ Tiểu Lộ cuống cuồng giải thích, thẳng thắn nói giám đốc có thể tìm Lý Quang Nam để chứng minh mình trong sạch. Tuy nhiên, giám đốc khó xử vì Lý Quang Nam quá thân với Lộ Tiểu Lộ nên không thể làm nhân chứng. Lộ Tiểu Lộ cam đoan rằng cậu sẽ tìm ra sự thật và giám đốc cho phép cậu về trước, nhưng vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra. Lộ Tiểu Lộ liếc nhìn Bạch Lam một cái rồi rời đi. Giám đốc vội hỏi Bạch Lam liệu vóc dáng tên lưu manh có giống Lộ Tiểu Lộ không, đồng thời cũng nói rằng thật khó để điều tra. Bạch Lam chỉ đáp rằng cô có cách. Chuyện Bạch Lam đánh lui tên lưu manh đã lan khắp nhà máy, có người còn nghĩ rằng vì cô ăn mặc quá thời trang nên mới thu hút sự chú ý của hắn. Bạch Lam nghe thấy vậy liền phản bác ngay tại chỗ, và Bì Chí Cương cũng đứng ra bênh vực cô. Sau đó, Bạch Lam quan tâm đến việc khám sức khỏe của công nhân trẻ mới vào nhà máy và định đến xem thế nào. Bì Chí Cương nhận ra rằng Bạch Lam nghi ngờ tên lưu manh là người trong nhà máy và cô không phủ nhận điều đó. Lộ Tiểu Lộ đang nói chuyện với Lý Quang Nam về tên lưu manh, ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Lam. Cô lờ họ đi, chỉ nói chuyện với các công nhân khác về việc khám sức khỏe. Đến lúc khám, Bạch Lam đeo khẩu trang và găng tay y tế, yêu cầu Lộ Tiểu Lộ khám trước.
Khi cậu kéo quần xuống một chút, Bạch Lam bảo phải cởi sạch. Lộ Tiểu Lộ bực mình bỏ đi, nói rằng mình không khám nữa. Sau đó, Lộ Tiểu Lộ đi tìm Lộ Đại Giang. Vừa nhìn thấy cậu, Lộ Đại Giang đã đoán ra rằng Lộ Tiểu Lộ bị phụ nữ bắt nạt. Lộ Tiểu Lộ nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu thật sự không thể ở lại nhà máy nữa. Lộ Đại Giang bảo rằng một khi đã vào nhà máy, cậu phải làm nên chuyện. Lộ Tiểu Lộ muốn làm việc cùng anh, nhưng Lộ Đại Giang lại dùng chính câu chuyện của mình để dạy cậu rằng hãy làm những việc mà người khác không làm được. Sau khi quay lại, Lộ Tiểu Lộ cùng Lý Quang Nam và Tần Quyên lên kế hoạch bắt tên lưu manh. Lộ Tiểu Lộ tưởng tượng cảnh Tần Quyên giúp mình dụ tên lưu manh, nhưng Lý Quang Nam không đồng ý. Cuối cùng, họ quyết định để Lý Quang Nam làm mồi nhử, nhưng không những không thành công mà còn khiến Lộ Đại Giang bỏ lỡ việc xử lý Hồ lão đại. Lộ Tiểu Lộ tìm cách khác, Lý Quang Nam bảo không dễ gì tìm được một Bạch Lam thứ hai. Đúng lúc đó, Lộ Tiểu Lộ thấy cảnh Ngưu Tiểu Anh bắt lợn. Cậu khó khăn lắm mới thuyết phục được Ngưu Tiểu Anh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lộ Tiểu Lộ chỉ biết thở dài cảm thán, giải chuông vẫn cần người buộc chuông mà. Lộ Tiểu Lộ sau đó tìm gặp Bạch Lam, nhưng cô chẳng thèm nghe lời cậu, thẳng thừng yêu cầu Lộ Tiểu Lộ sửa xe xong thì mang đến dưới khu ký túc xá của mình. Lộ Tiểu Lộ quay đầu đi sửa xe, nghe thấy bên ngoài các công nhân đang cá cược xem ai sẽ chinh phục được Bạch Lam trước. Lộ Tiểu Lộ tức giận khi thấy họ bàn luận về một cô gái như vậy nên bước ra ngăn cản. Lý Quang Nam nghi ngờ liệu Lộ Tiểu Lộ có phải đã thích Bạch Lam không, nhưng cậu ta liên tục phủ nhận, khẳng định giữa hai người chỉ có thù hận. Ngày hôm sau, Lộ Tiểu Lộ mang xe đến cho Bạch Lam, cậu nhắc đến việc công nhân đang cá cược về cô và định dùng chuyện này làm điều kiện để đổi lấy sự giúp đỡ của Bạch Lam trong việc bắt tên lưu manh. Nhưng Bạch Lam vẫn kiên quyết từ chối, khiến Lộ Tiểu Lộ không còn cách nào. Tại phòng y tế của Bạch Lam, có vài công nhân đến khám bệnh dù chẳng có bệnh gì. Bì Chí Cương lập tức đứng ra đuổi hết mọi người đi, còn muốn ghi điểm trong mắt Bạch Lam, nhưng cô lại tỏ vẻ không quan tâm. Ngay sau đó, cô nhận được tin có người đánh nhau, liền xách hộp thuốc chạy ra ngoài. Tới nơi, cô phát hiện nhóm công nhân chỉ giả vờ để lừa mình đến. Bạch Lam thẳng thắn nói rằng cô không hề quan tâm đến ai trong nhà máy. Cô còn định nói thêm gì đó thì Lộ Tiểu Lộ xuất hiện, ngắt lời cô. Cậu tuyên bố Bạch Lam đã có bạn trai, sau đó giả vờ tỏ ra thân mật bằng cách hôn lên trán cô. Tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ, Bạch Lam giận dữ bước đi, Lộ Tiểu Lộ theo sát phía sau. Bạch Lam biết rằng cậu chỉ muốn cô giúp bắt tên lưu manh, nhưng cô kiên quyết không đồng ý. Hành động của Lộ Tiểu Lộ tối nay càng khiến Bạch Lam tin rằng cậu chính là tên lưu manh đó. Lộ Tiểu Lộ khẳng định mình không hề có ý như vậy, nhưng khi Bạch Lam yêu cầu cậu xin lỗi, Lộ Tiểu Lộ tỏ vẻ khinh thường và thẳng thừng nói trong từ điển của cậu không có từ xin lỗi. Bạch Lam giận dữ tặng Lộ Tiểu Lộ một cú đấm rồi bỏ đi, để lại cậu ta sững sờ đứng yên tại chỗ. Ngày hôm sau, tin Lộ Tiểu Lộ hôn Bạch Lam đã lan truyền khắp nhà máy, Tần Quyên đi theo hỏi không ngừng. Bên phía Bạch Lam, Bì Chí Cương cũng lo lắng hỏi cô có thật là đã có bạn trai không, nhưng Bạch Lam thẳng thừng nói đó là chuyện riêng của mình. Bì Chí Cương bị phật lòng nên đành rời đi. Đồng nghiệp của Bạch Lam thì khuyên cô rằng so với các công nhân, Bì Chí Cương tốt hơn nhiều. Nếu có thể ở bên anh ta, cô sẽ không phải vất vả thi cử nữa. Bạch Lam liền hỏi lại sao cô ấy không theo đuổi Bì Chí Cương, và người công nhân nữ trả lời rằng chẳng có phụ nữ nào chủ động theo đuổi đàn ông cả. Bạch Lam im lặng, Lý Quang Nam hỏi Lộ Tiểu Lộ có thật là cậu thích Bạch Lam không. Lộ Tiểu Lộ theo bản năng phủ nhận, nhưng khi quay đi, cậu lại mơ thấy cảnh mình hôn Bạch Lam. Cậu giật mình tỉnh giấc, vội xem Lý Quang Nam đã dậy chưa. Khi thấy Lý Quang Nam vẫn đang ngủ say, cậu mới an tâm. Trong bữa ăn, Tần Quyên nhận thấy Lộ Tiểu Lộ có gì đó không ổn, liền lo lắng hỏi cậu có phải đã mơ thấy điều gì đáng sợ không. Lộ Tiểu Lộ liên tục phủ nhận, nhưng ánh mắt không thể không hướng về phía Bạch Lam. Bỗng nhiên, một đồng nghiệp của đội sửa chữa hớt hải chạy tới, nói rằng có chuyện không hay xảy ra. Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam cùng nhau đi qua xem. Hóa ra, một chiếc máy nhập khẩu từ Đức bị trục trặc. Lão Ngưu Bì đã đến kiểm tra, ngay lập tức phát hiện ra vấn đề chỉ là một con ốc bị lỏng và muốn sửa ngay. Nhưng trưởng phòng lại ngăn cản, khăng khăng phải đợi người Đức tới sửa, mà họ sẽ phải mất một tuần mới tới nơi. Nghe vậy, lão Ngưu Bì không vui, vì khi máy hỏng, toàn bộ công việc phải dừng lại. Là người gắn bó lâu năm với nhà máy, lão Ngưu Bì không muốn để chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, trưởng phòng vẫn kiên quyết không cho ông sửa, còn nói rằng mọi hậu quả họ phải tự chịu trách nhiệm. Cả đội sửa chữa chìm trong bầu không khí ảm đạm. Lộ Tiểu Lộ khẳng định rằng máy phải được sửa, rồi dựa vào trí nhớ phi thường để vẽ ra bản đồ đường đến phòng đông lạnh. Dù vậy, lão Ngưu Bì lại từ chối sửa, nhưng tối hôm đó, khi Lộ Tiểu Lộ dẫn mọi người đến phòng đông lạnh, họ lại gặp lão Ngưu Bì. Thì ra, ông không muốn liên lụy đến cả đội, nhưng giờ đây, mọi người đều đã đoàn kết, quyết tâm cùng nhau hành động. Lộ Tiểu Lộ còn đưa ra ý tưởng cho Trường Cước giả làm ma đánh lạc hướng, và cuối cùng họ đã thành công rực rỡ. Chỉ có điều khi Trường Cước rút lui thì lại gặp Bạch Lam. Ngày hôm sau, mọi người đều bàn tán về chuyện ma quái ở phòng đông lạnh và nói rằng chiếc máy đã được sửa chữa kỳ diệu. Lão Ngưu Bì và Lộ Tiểu Lộ im lặng, cho đến khi nghe trưởng phòng vẫn quyết định đợi người Đức đến và không cho mở máy hoạt động, họ mới thực sự tức giận. Cuối cùng, người Đức cũng tới, họ nhanh chóng phát hiện ra trong máy có một chiếc ốc vít của Trung Quốc. Giám đốc liền gọi lão Ngưu Bì vào văn phòng. Người Đức dùng hợp đồng đã ký lúc trước để đe dọa, không cho phép nhà máy tự ý sửa chữa máy móc. Lão Ngưu Bì không hiểu, còn Lộ Tiểu Lộ cũng đứng ra nói giúp, nhưng đều không có tác dụng. Cuối cùng, Bạch Lam đến chỗ Bì Chí Cương lấy hợp đồng. Trong khi Lộ Tiểu Lộ cố tình kéo dài thời gian với người Đức, Bạch Lam tìm ra lỗ hổng trong hợp đồng. Cô kịp đuổi theo người Đức và giải thích, khiến họ kinh ngạc trước sự kiên trì của cô.
Bạch Lam thẳng thắn nói rằng cô chỉ đang thực hiện quyền tìm kiếm sự thật mà thôi. Vấn đề được giải quyết, giám đốc không còn bám lấy chuyện này nữa. Ông nói sẽ trừng phạt nghiêm khắc Lý Quang Nam và Lộ Tiểu Lộ, nhưng cuối cùng chỉ đơn giản bắt họ viết bản kiểm điểm. Còn lão Ngưu Bì, nhờ sửa được máy móc nên mọi lỗi lầm được xí xóa, giám đốc không truy cứu thêm. Khi tỉnh dậy, Lộ Tiểu Lộ thấy mình đang nằm trong phòng y tế của Bạch Lam. Nhân lúc cô không có mặt, cậu cầm chiếc áo blue trắng của cô chơi một lúc lâu. Khi Bạch Lam nhìn thấy, Lộ Tiểu Lộ vội nằm xuống, nhưng cô lập tức vạch trần cậu. Sau chuyện này, mối quan hệ giữa hai người trở nên hòa dịu hơn nhiều. Tên biến thái lại xuất hiện, đội bảo vệ tiếp tục nhắc nhở nữ công nhân trong nhà máy cẩn thận. Bạch Lam đặc biệt đến gặp giám đốc để hỏi về thời gian tên biến thái xuất hiện. Lúc đó, Lộ Tiểu Lộ đang ở cùng cô, điều này chứng minh cậu không phải là kẻ lưu manh, những chuyện trước đây đều là hiểu lầm. Giám đốc nói rằng ông đã nhìn Lộ Tiểu Lộ lớn lên, không tin cậu sẽ làm những chuyện như vậy, nhưng điều tra không thể dựa vào suy đoán được. Bạch Lam đáp rằng cô hiểu, chỉ có tìm ra tên lưu manh thật sự mới có thể chứng minh sự trong sạch của Lộ Tiểu Lộ. Sau khi thu dọn xong, Bạch Lam lại đi dạo trên phố vào ban đêm và quả nhiên tên biến thái xuất hiện ngay sau lưng cô. Cô đối đầu với hắn một lúc, không ngờ Lộ Tiểu Lộ cũng đến. Cuối cùng, tên biến thái chạy thoát, còn Lộ Tiểu Lộ bị thương. Bạch Lam giúp Lộ Tiểu Lộ xử lý vết thương, cậu liên tục kêu đau. Sau vài câu nói khích của Bạch Lam, cậu liền nén đau, không kêu nữa. Khi Bạch Lam quay lại, cô nhận ra mông của Lộ Tiểu Lộ cũng bị thương. Cô định giúp xử lý vết thương, nhưng Lộ Tiểu Lộ ngượng ngùng, nói rằng đây là để dành cho vợ tương lai của mình. Cậu còn đùa rằng bây giờ mông cậu đã bị cô nhìn, từ giờ cậu sẽ bám lấy Bạch Lam, nhưng cô tỏ vẻ khinh thường, nói rằng mình là bác sĩ, đã nhìn thấy nhiều mông lắm rồi, chẳng lẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả sao? Lộ Tiểu Lộ im lặng, Bạch Lam lại trò chuyện với cậu về tên biến thái vừa rồi. Cô nghi ngờ hai tên không phải cùng một người, vì lần này tên biến thái không có cơ bắp, cơ thể mềm yếu, còn lần trước thì rất khỏe và có nhiều cơ bắp. Lộ Tiểu Lộ đáp rằng lần trước Bạch Lam hiểu nhầm cậu là tên lưu manh vì cậu có nhiều cơ bắp, rồi đổi chủ đề ngay. Bạch Lam chỉ liếc xéo cậu một cái. Sáng hôm sau, Bạch Lam mang ba con sói mà tên biến thái làm rơi đến hỏi những người lớn tuổi trong nhà máy. Ban đầu họ giật mình, nhưng sau đó bảo rằng dụng cụ kế hoạch hóa gia đình thường được cất ở chỗ chủ tịch Triệu và mọi người đều tin tưởng bà. Chủ tịch Triệu chính là mẹ của Lộ Tiểu Lộ. Trước khi Bạch Lam đến, Lộ Tiểu Lộ đã về nhà. Mẹ cậu đang chơi mạt chược nên Lộ Tiểu Lộ tự vào phòng dọn quần áo. Sau đó, Bạch Lam đến. Cô bắt đầu trò chuyện xã giao với chủ tịch Triệu, rồi nhận thấy các dụng cụ kế hoạch hóa gia đình được đặt lung tung trong nhà và không hề có sổ ghi chép phát hàng. Điều này khiến việc điều tra trở nên rất khó khăn. Bạch Lam nói rằng vài ngày nữa cô sẽ mang hết đồ về phòng y tế. Chủ tịch Triệu cảm thấy Bạch Lam không tin tưởng mình và hai người nhanh chóng đỏ mặt cãi nhau. Nghe thấy tiếng động, Lộ Tiểu Lộ trong phòng lo lắng. Khi nghe Bạch Lam rời đi, cậu vội vã đuổi theo cô. Lộ Tiểu Lộ thấy Bạch Lam một mình lên sân thượng, liền vội kéo cô xuống, sợ rằng cô suy nghĩ không thông. Nhưng Bạch Lam nói rằng không ai muốn sống hơn cô cả. Trong lúc trò chuyện, Bạch Lam dường như thấy một người đàn ông ở phòng hành chính đang bắt nạt một phụ nữ, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Lộ Tiểu Lộ tưởng Bạch Lam viện cớ từ chối mình, nhưng cô thẳng thừng nói rằng để từ chối cậu thì không cần lý do. Lộ Tiểu Lộ không bỏ cuộc, sau đó mời Bạch Lam đến sân trượt băng mới mở của anh trai mình chơi, nhưng cô không nói gì. Đến ngày khai trương sân trượt băng, Lộ Tiểu Lộ không thấy Bạch Lam đâu, cậu hơi thất vọng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Bạch Lam xuất hiện như một tia sáng, khiến thế giới của Lộ Tiểu Lộ bừng sáng. Trong cuộc đua trượt băng, hai người luôn song hành, Lộ Tiểu Lộ rất vui vẻ. Tần Quyên đứng sau sốt ruột không chịu nổi, trong lúc hoảng loạn lại va phải Hồ Lão Đại. Hồ Lão Đại tất nhiên không bỏ qua cho cô, nhưng người của Lộ Đại Giang cũng không chịu thua kém. Rất nhanh, hai bên bắt đầu xịt pháo giấy vào nhau. Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam bật cười, sau khi nhìn nhau, cả hai bước qua những dải pháo giấy, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Tối hôm đó, Lộ Tiểu Lộ tiễn Bạch Lam về. Lý Quang Nam nhận ra Tần Quyên không thích mình, lòng đầy phiền muộn. Lộ Tiểu Lộ bảo cậu cứ tiếp tục theo đuổi, nếu không được thì còn có Ngưu Tiểu Anh. Đúng lúc này, Ngưu Tiểu Anh xuất hiện và mang đồ ăn cho Lộ Tiểu Lộ. Lý Quang Nam lập tức trêu chọc Lộ Tiểu Lộ và Ngưu Tiểu Anh. Trong lúc họ đùa giỡn, Bạch Lam trở về nhà và phát hiện một bức thư đe dọa. Hôm sau, Bạch Lam kể chuyện này với Lộ Tiểu Lộ. Cậu liền dán bức thư đe dọa lên bảng đồ thất lạc rồi cả hai nấp vào góc quan sát. Trời đổ mưa, cuối cùng họ cũng thấy một người đến xé bức thư, không ngờ lại là một cô gái. Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam đã bắt được người viết thư đe dọa Bạch Lam, không ngờ đó lại là A Phương. Bạch Lam không hiểu tại sao A Phương lại làm vậy. Hóa ra, năm nay nhà máy chỉ có một suất thi vào đại học. Đinh Đức Trung gần đây đột ngột đổi ý và A Phương nghĩ rằng chính Bạch Lam là người giở trò nên mới viết thư đe dọa Bạch Lam. Bạch Lam giải thích rằng cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng A Phương chẳng thèm nghe, quay lưng bỏ đi, để lại Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam đứng sững tại chỗ. Ngày hôm sau, khi Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam nghe tin về A Phương một lần nữa, thì cô đã đứng trên sân thượng, phía dưới tụ tập rất đông người. Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam lo lắng A Phương nghĩ quẩn nên rất hoảng hốt, trong khi đám đông bên dưới thì thờ ơ. Vợ của Đinh Đức Trung cầm loa chửi mắng A Phương vu khống chồng mình, khiến A Phương cuống quýt muốn chứng minh sự trong sạch. Bì Chí Cương cũng đứng ra hỏi A Phương có nhân chứng hay không. A Phương lo lắng đến mức nhảy cẫng lên, đột nhiên từ phía sau vang lên giọng của Lộ Tiểu Lộ nói rằng cậu có thể làm chứng cho A Phương. Thì ra, khi A Phương không chú ý, Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam đã đứng sau cô.
Bạch Lam bình tĩnh hỏi A Phương có phải hôm đó Đinh Đức Trung đã bắt nạt cô ở phòng hành chính hay không. A Phương kinh ngạc khi Bạch Lam nhìn thấy và Bạch Lam cũng hoàn toàn hiểu cho cô vào lúc này. Bạch Lam chìa tay ra giúp đỡ, A Phương mới từ từ bước xuống. Mặc dù đám đông vẫn tiếp tục bàn tán, nhưng A Phương đã bình tĩnh lại. Việc Lộ Tiểu Lộ dám đứng ra giúp A Phương trong lúc nguy cấp đã khiến Bạch Lam có cái nhìn khác về cậu. Lộ Tiểu Lộ thẳng thắn nói đó là vì cậu biết dù cậu không đứng ra thì Bạch Lam cũng sẽ làm vậy. Bạch Lam mỉm cười, không nói gì thêm. Khi Lộ Tiểu Lộ trở về đội sửa chữa, mọi người đều lo lắng cho cậu, bởi đối đầu công khai với Đinh Đức Trung chẳng mang lại lợi ích gì. Nếu không cẩn thận, nhà máy còn có thể sa thải Lộ Tiểu Lộ để bảo vệ Đinh Đức Trung. Dù vậy, Lộ Tiểu Lộ vẫn kiên định với lập trường của mình, nói rằng cậu không hối hận khi giúp A Phương và tin tưởng lời cô nói là sự thật. Lộ Tiểu Lộ nhanh chóng bị mẹ gọi về, vừa bước vào nhà, mẹ cậu đã đưa cho cậu lá thư xin lỗi đã chuẩn bị sẵn, nói rằng đây là cách duy nhất để bảo vệ Lộ Tiểu Lộ. Nếu cậu đắc tội với Đinh Đức Trung và bị nhà máy đuổi việc, sẽ rất khó để tìm được công việc ở nơi khác. Mẹ thực lòng lo lắng cho cậu, nhưng Lộ Tiểu Lộ cũng quyết tâm giúp đỡ A Phương đến cùng. Sau đó, Lộ Đại Giang gọi Lộ Tiểu Lộ đến. Cậu vẫn mong nhận được sự công nhận của Lộ Đại Giang, nhưng quay đi thì thấy Tần Quyên đã đứng đó. Hóa ra mẹ Lộ Tiểu Lộ đã nhờ Lộ Đại Giang giúp. Lộ Tiểu Lộ hỏi Tần Quyên liệu cô có định ép cậu không. Tần Quyên nói rằng cô chỉ muốn tốt cho Tiểu Lộ, nhưng cậu lại không hiểu điều đó. Người đầu tiên mà Đinh Đức Trung gặp là Bì Chí Cương. Bì Chí Cương còn bày cho Đinh Đức Trung một ý tưởng hay, đó là để Bạch Lam viết chứng nhận tâm thần cho A Phương. Rốt cuộc, lời của một người bị bệnh tâm thần sẽ không đáng tin. Đinh Đức Trung rất hài lòng, liền giao việc này cho Bì Chí Cương. Lúc này, Bạch Lam đang ở bên cạnh A Phương. A Phương kể với Bạch Lam về những nỗ lực thi đại học suốt bao năm qua, nhưng cuối cùng suất đều rơi vào tay người thân của Đinh Đức Trung. Bạch Lam rất thông cảm với A Phương, cũng hiểu lý do tại sao cô lại đối xử với mình như vậy. Bạch Lam còn khuyến khích A Phương đừng khuất phục trước cái ác. Chẳng bao lâu sau, Bì Chí Cương tìm đến, đe dọa và dụ dỗ Bạch Lam viết chứng nhận tâm thần cho A Phương. Bạch Lam không đồng ý ngay lúc đó, nhưng sau đó lại tự tay đưa tờ chứng nhận đã viết sẵn cho Bì Chí Cương, khiến anh ta không thể tin nổi. Tối đó, Đinh Đức Trung cầm tờ chứng nhận tâm thần để xin lỗi vợ. Trong lúc cãi vã, họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Đinh Đức Trung ra mở thì bất ngờ thấy A Phương đứng trước cửa. Sáng hôm sau, A Phương, Bạch Lam và Lộ Tiểu Lộ đều đến văn phòng giám đốc. Đồng thời, những lá đơn tố cáo Đinh Đức Trung cũng đã được nộp lên. Giám đốc nói rằng sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc và cam kết sẽ giúp đỡ A Phương trong chuyện thi đại học. Nhưng A Phương từ chối, nói rằng cô chỉ muốn rời khỏi đây, rời đi mãi mãi. Bạch Lam và Lộ Tiểu Lộ tiễn cô rời đi. Chuyện này khiến Lộ Tiểu Lộ nhận ra rằng Bạch Lam dường như đã ảnh hưởng đến mình, mối quan hệ giữa hai người ngày càng tiến triển. Cả đội sửa chữa yên lặng nghe Trường Cước đàn hát, những hình ảnh họ cùng nhau giúp đỡ A Phương hiện lên trong đầu. Đột nhiên, có người báo tin Bạch Lam bị điều xuống phòng lò hơi vì đã viết chứng nhận tâm thần giả cho A Phương. Vợ của Đinh Đức Trung đã tìm đến giám đốc để phàn nàn. Lộ Tiểu Lộ nghe vậy liền lo lắng. Lúc này, Bạch Lam đã đến báo cáo ở phòng lò hơi, nhưng người ở đó không chấp nhận cô vì họ biết A Phương không bị tâm thần. Nhưng Bạch Lam lại viết giấy chứng nhận, khiến mọi người nghĩ rằng cô chống lại giai cấp công nhân. Họ bắt Bạch Lam đi xúc than. Khi Lộ Tiểu Lộ đến nơi, đôi găng tay của Bạch Lam đã rách tả tơi, người bên cạnh còn đang chỉ đạo cô. Lộ Tiểu Lộ liền đấm thẳng vào mặt người đó, rồi kéo Bạch Lam đi. Lộ Tiểu Lộ không muốn Bạch Lam tiếp tục làm việc ở đây, nhưng cô nói rằng mình phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Bạch Lam còn hỏi Lộ Tiểu Lộ có hối hận vì đã giúp A Phương không, cậu khẳng định là không. Bạch Lam cũng nói cô không hối hận, Lộ Tiểu Lộ đành quay lại. Ở đội sửa chữa, Lộ Tiểu Lộ phát hiện vài đôi găng tay bị mất ngón và dường như cậu đã nảy ra một ý tưởng. Tần Quyên cùng gia đình Đinh Đức Trung ăn cơm. Cô vô tình nhắc đến Bạch Lam, khiến Đinh Đức Trung nổi giận, mắng cô là kẻ phản bội. Dưới lầu, Lý Quang Nam nghe thấy tiếng ồn, khi Tần Quyên chạy ra ngoài, cô tình cờ gặp Lý Quang Nam. Anh ở bên cạnh an ủi cô rằng có người thích cô, chỉ là cô chưa biết mà thôi. Tần Quyên hiểu Lý Quang Nam đang ám chỉ bản thân nhưng không nói gì thêm. Lúc này, Lộ Tiểu Lộ đang chăm chú pha chế đồ uống ở nhà. Bố cậu còn tưởng cậu đã chuyển từ đội sửa chữa sang đội nghiên cứu. Mẹ Lộ Tiểu Lộ thì hiểu rằng con trai đang yêu. Lộ Tiểu Lộ mang đôi găng tay đặc chế cùng đồ uống đến phòng lò hơi tìm Bạch Lam, nhưng không ngờ lại thấy Bì Chí Cương. Lộ Tiểu Lộ trốn bên ngoài, lén nhìn Bì Chí Cương đang hung hăng đe dọa, nhưng Bạch Lam chẳng quan tâm. Cuối cùng, Bì Chí Cương để lại một phong bì rồi rời đi, sau đó, Lộ Tiểu Lộ mới bước vào. Thái độ của Bạch Lam thay đổi rõ rệt, cô đeo găng tay uống đồ uống do Lộ Tiểu Lộ mang đến rất vui vẻ. Trong khi đó, Lộ Tiểu Lộ đang nhìn chằm chằm vào phong bì mà Bì Chí Cương để lại. Khi mở ra, bên trong là một chiếc thẻ phòng khách sạn. Lộ Tiểu Lộ hỏi Bạch Lam có định đi không, cô nói rằng đó là khách sạn 3 sao, tất nhiên phải đi rồi. Lộ Tiểu Lộ chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Khi Bì Chí Cương đến khách sạn, anh ta đặc biệt hỏi Lễ Tân xem có ai đã nhận phòng của mình chưa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta vui vẻ nhảy chân sáo lên thang máy và hớn hở đi về phía phòng. Vừa vào cửa, anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Bì Chí Cương đứng bên ngoài cửa phòng tắm, vui vẻ bày tỏ sự phấn khích, nhưng người bên trong hoàn toàn không đáp lại. Chờ mãi, cuối cùng người đó bước ra, không ngờ lại là Lộ Tiểu Lộ. Bì Chí Cương tức giận, còn Lộ Tiểu Lộ thì với vẻ mặt ngây thơ chỉ quay đi rồi rời khỏi phòng. Lộ Tiểu Lộ ra khỏi phòng và gặp Bạch Lam. Sau tất cả những gì đã trải qua, tình cảm giữa hai người không cần nói ra cũng rõ. Họ cùng nhau chơi đùa với đài phun nước và uống rượu. Trong cơn say mơ màng,
họ đến khách sạn. Nhờ có men rượu, Lộ Tiểu Lộ bày tỏ tình yêu của mình và chia sẻ những suy nghĩ về Bạch Lam. Bạch Lam không ngờ lại nhìn thấy hình ảnh chân thực của chính mình trong mắt Lộ Tiểu Lộ, và trong cơn chánh choáng, cô hôn cậu. Hai người đã trải qua cả đêm bên nhau. Sáng hôm sau, khi Lộ Tiểu Lộ tỉnh dậy thì Bạch Lam đã biến mất. Trong buổi họp ở nhà máy, Lộ Tiểu Lộ hỏi Lý Quang Nam tại sao tối qua không về. Lý Quang Nam nói thẳng là vì Tần Quyên buồn nên anh ở bên cô cả đêm. Lộ Tiểu Lộ cười khúc khích, còn Lý Quang Nam nói rằng chẳng có gì xảy ra và rằng việc thân mật khi chưa xác định quan hệ là không có trách nhiệm. Câu nói này khiến Lộ Tiểu Lộ trầm ngâm suy nghĩ. Khi cuộc họp kết thúc, Lộ Tiểu Lộ tìm gặp Bạch Lam nhưng cô nói rằng chẳng có gì xảy ra. Lộ Tiểu Lộ cảm thấy có điều gì đó rất lạ, như thể có chuyện muốn nói nhưng không thể diễn đạt được. Cậu quyết tâm theo đuổi Bạch Lam nhưng không ngờ lại thấy cô ngồi cùng một người đàn ông khác trên xe đến khách sạn. Lộ Tiểu Lộ phát hiện người đi cùng Bạch Lam lại chính là Bì Chí Cương. Cậu đứng chờ trước cửa nhà của Bạch Lam và ngay khi thấy cô trở về, liền tiến lên hỏi cô về chuyện giữa cô và Bì Chí Cương. Nụ cười trên mặt Bạch Lam lập tức trở nên gượng gạo, cô nói đó là việc riêng của mình. Lộ Tiểu Lộ ngây thơ hỏi vậy chuyện hôm đó tính là gì? Bạch Lam nhất thời không nhớ ra, nhưng khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của Lộ Tiểu Lộ, cô nhận ra cậu đang nói về đêm hai người đã bên nhau. Bạch Lam liền hỏi cậu có muốn cô chịu trách nhiệm không? Lộ Tiểu Lộ không có ý đó, nhưng cũng không biết nói gì, khiến Bạch Lam bực bội bỏ đi. Lộ Tiểu Lộ sau đó tìm Lý Quang Nam để uống rượu. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra và thái độ của Bạch Lam càng làm cậu đau lòng hơn, cậu không biết phải làm sao. Thực ra, Bạch Lam đến cục công nghiệp nhẹ để làm phiên dịch cho cục trưởng Bì và Bì Chí Cương là con trai của cục trưởng Bì. Vì thế mới có cảnh Bì Chí Cương đón Bạch Lam. Bạch Lam làm công việc phiên dịch rất tốt, đến mức cục trưởng Bì không muốn để một người tài như cô phải làm ở nhà máy thực phẩm, cho rằng đó là sự lãng phí nhân tài. Nhưng Bạch Lam chỉ mỉm cười, không nói gì, vì trong lòng đã có kế hoạch của riêng mình. Ra khỏi văn phòng, Bạch Lam gặp Bì Chí Cương. Anh ta đề nghị đưa cô về và giải thích chuyện ở khách sạn chỉ là hiểu lầm, chắc chắn Lộ Tiểu Lộ đang giở trò. Nhưng Bạch Lam đáp rằng đó không phải hiểu lầm, mà chính cô đã bảo Lộ Tiểu Lộ làm vậy. Bì Chí Cương nghe xong liền tức giận, bóng gió đe dọa rằng công việc phiên dịch này là do anh ta xin cho Bạch Lam từ bố mình. Sắc mặt Bạch Lam thay đổi ngay lập tức, cô nói rõ ràng rằng sự thật là cô đã tự đăng ký và được tuyển chọn dựa trên năng lực. Bì Chí Cương bị cô chặn lời, liền chuyển sang chuyện chỉ có một suất học sau đại học ở nhà máy và hứa sẽ cố gắng giúp cô giành lấy. Nhưng Bạch Lam thẳng thừng từ chối, cô nói rằng mình tin vào năng lực của bản thân, rồi rời đi, không cho Bì Chí Cương cơ hội nói tiếp. Trong nhà ăn, mọi người đều bàn tán về việc Bạch Lam đến cục công nghiệp nhẹ làm phiên dịch, thậm chí còn lan truyền tin đồn rằng cô sắp kết hôn với Bì Chí Cương. Lộ Tiểu Lộ nghe thấy có người nói xấu Bạch Lam, liền tức giận lao lên đánh người đó, sau đó đuổi theo Bạch Lam hỏi tại sao hôm đó cô không giải thích. Bạch Lam nói rằng nếu mọi người đều nghĩ như vậy thì cũng không cần giải thích nữa. Lúc này, Bì Chí Cương đến báo với Bạch Lam rằng cục công nghiệp nhẹ lại có việc phiên dịch và nói sẽ đến đón cô sau. Lộ Tiểu Lộ quay về vẫn còn uất ức, đội sửa chữa cũng nghĩ rằng Bì Chí Cương chỉ dựa vào gia đình giàu có chứ bản thân không tốt đẹp gì. Sau khi nghe xong, Lộ Tiểu Lộ vội chạy đi, lái mô tô đến đón Bạch Lam. Trên đường, cậu tình cờ gặp Bì Chí Cương đang lái xe. Bì Chí Cương tỏ vẻ khinh thường, nhưng không ngờ Bạch Lam lại theo Lộ Tiểu Lộ mà rời đi. Bì Chí Cương liền quay sang đội sửa chữa tìm Lộ Tiểu Lộ, chỉ đích danh cậu sửa xe và nói nhiều lời xúc phạm. Lộ Tiểu Lộ không sợ hãi mà còn hẹn đánh nhau với anh ta. Tin tức về cuộc hẹn đánh nhau giữa hai người nhanh chóng lan truyền khắp nhà máy. Bì Chí Cương còn cử người tìm đến Lộ Đại Giang, không ngờ Lộ Đại Giang lại tuyên bố sẽ cùng Lộ Tiểu Lộ chiến đấu. Khi Bạch Lam nghe tin, cô rất giận, nói thẳng rằng mình không phải là một món hàng và nếu Lộ Tiểu Lộ đi đánh nhau thì cô sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Bạch Lam cũng bị cục trưởng Bì điều trở lại phòng lò hơi, Lộ Tiểu Lộ nghe tin rất đau lòng. Khi đến phòng lò hơi, cậu thấy các công nhân lại bắt đầu nói xấu Bạch Lam. Cậu giận dữ, mặc dù biết Bì Chí Cương đã bí mật liên hệ với sở công an, Lộ Tiểu Lộ vẫn dẫn người đến điểm hẹn để đánh nhau. Lộ Tiểu Lộ dặn trước với Lộ Đại Giang rằng nếu cậu không ra lệnh, anh em tuyệt đối không được ra tay. Lộ Đại Giang không hiểu nhưng vẫn đồng ý. Cuối cùng, cuộc ẩu đả trở thành trận chiến giữa Bì Chí Cương và Lộ Tiểu Lộ. Lộ Tiểu Lộ quá chủ quan, cuối cùng bị Bì Chí Cương ghì xuống đất và đánh. Sự xuất hiện của Bạch Lam và lão Ngưu Bì mới ngăn chặn được trò hề này. Bạch Lam đưa Lộ Tiểu Lộ về chăm sóc, gương mặt cô đầy vẻ lo lắng. Trung thu sắp đến, sân trượt băng của Đại Giang chuẩn bị tổ chức bữa tiệc gặp gỡ thanh niên, công nhân nhà máy nghe tin rất vui mừng. Bạch Lam đến thăm Lộ Tiểu Lộ, cậu nói với cô rằng ngày mai sẽ xuất viện. Bạch Lam cũng mang tin vui, nói rằng mình sắp được trở lại làm việc ở cục công nghiệp nhẹ. Khác với thái độ trước đây, Lộ Tiểu Lộ từ tận đáy lòng vui mừng cho Bạch Lam, bởi cậu đã hiểu rằng nếu để Bạch Lam làm điều cô thích, cậu cũng sẽ hạnh phúc. Sau đó, Lộ Tiểu Lộ quan tâm hỏi Bạch Lam dự định đón Trung thu thế nào. Bạch Lam nói từ khi vào trại trẻ mồ côi, cô chưa từng đón Trung thu. Lộ Tiểu Lộ liền chìm trong suy nghĩ, Lộ Tiểu Lộ nhanh chóng trở về nhà. Tần Quyên và Ngưu Tiểu Anh đều đến thăm cậu. Mẹ Lộ Tiểu Lộ nhìn hai cô gái đều rất thích. Bì Chí Cương tìm đến mẹ mình, muốn dẫn một người đến tham dự vũ hội Trung thu của cục công nghiệp nhẹ. Bà mẹ thẳng thắn nói rằng không phải ai cũng có thể dẫn đến vũ hội và bảo tìm Đinh Đức Trung để thu xếp việc này. Lộ Tiểu Lộ bất ngờ khi mẹ mình mời cậu đi ăn. Mẹ bắt đầu hỏi cậu về chuyện tìm bạn nhảy trong lễ hội Trung thu, còn nói bà biết Lộ Tiểu Lộ có người muốn mời. Bà cũng bảo bà rất ủng hộ cậu và người đó. Nghe vậy, Lộ Tiểu Lộ vui mừng khôn xiết, mẹ cậu còn nói rằng người đó sắp tới.
Khi cậu ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Tần Quyên. Lộ Tiểu Lộ không biết rằng Bạch Lam cũng đến nhà hàng này và Đinh Đức Trung là người đưa cô đến. Sau đó, Bạch Lam gặp Bì Chí Cương và mẹ anh ta. Vừa gặp, bà ta liền tra hỏi Bạch Lam một loạt câu. Bạch Lam kể về việc mình không có bằng cấp, từng đánh vỡ đầu hiệu trưởng và cả lý do bị điều đến phòng lò hơi. Nghe xong, mẹ Bì Chí Cương liền đánh giá thấp nhân phẩm của cô rồi bắt đầu buông lời sỉ nhục. Trong khi đó, Lộ Tiểu Lộ bị mẹ mình thúc giục đi tìm Tần Quyên, nhưng tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện đó ở ngoài cửa. Cậu không chịu nổi, liền xông vào bênh vực Bạch Lam, còn tuyên bố mình là bạn trai của cô. Nhưng Bạch Lam lại phủ nhận, khiến mẹ của Bì Chí Cương tiếp tục hạ thấp Lộ Tiểu Lộ. Lúc này, Bạch Lam đứng dậy, nói thẳng rằng Lộ Tiểu Lộ là bạn tốt nhất của mình, nếu đi thì cả hai sẽ đi cùng nhau. Sau khi nói xong, cô kéo Lộ Tiểu Lộ rời khỏi đó. Lộ Tiểu Lộ lại nhắc đến chuyện đêm hôm đó với Bạch Lam. Bạch Lam không hiểu tại sao Lộ Tiểu Lộ cứ mãi nghĩ về chuyện đó, nên cô xin lỗi vì đã hôn cậu tối hôm ấy. Lộ Tiểu Lộ tỏ vẻ bối rối, khiến Bạch Lam nhận ra cậu đã hiểu lầm. Cô liền kể sự thật về đêm đó, cả hai đều đã say và chỉ đơn giản là chơi trò oản tù tì. Lộ Tiểu Lộ nghe xong thì thất vọng, tìm Lý Quang Nam để uống rượu giải sầu. Khi về, họ gặp Tần Quyên đến tìm Lý Quang Nam để làm bạn nhảy, Lý Quang Nam đồng ý ngay lập tức. Lộ Tiểu Lộ nghĩ đến việc mời Bạch Lam làm bạn nhảy, nhưng cô vẫn chưa trả lời. Như Tiểu Anh cũng đang chờ Lộ Tiểu Lộ mời mình, không biết rằng Trường Cước đang chuẩn bị lời mời dành cho cô. Tiểu Anh vô tình nhầm lá thư mời của Trường Cước thành của Lộ Tiểu Lộ, vui mừng khôn xiết. Không muốn cô buồn, Trường Cước đành lặng lẽ dạy cô nhảy. Đến đêm trung thu, Lộ Tiểu Lộ chờ trước cửa sân trượt băng từ sớm, nhưng Bạch Lam vẫn chưa có động tĩnh gì. Lộ Đại Giang khích lệ Lộ Tiểu Lộ phải chủ động hơn, đừng bỏ lỡ như anh. Nhưng Lộ Tiểu Lộ vẫn đứng ở cửa chờ, cuối cùng thấy Bạch Lam ngồi trên xe của Bì Chí Cương rời đi. Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, Tần Quyên và Lý Quang Nam chơi đùa rất vui vẻ. Tiểu Anh đến tìm Lộ Tiểu Lộ, nhưng cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe nói phần thưởng là bánh quy hình động vật, Lộ Tiểu Lộ nhớ lại Bạch Lam từng kể rằng hồi ở trại trẻ mồ côi cô đã đánh nhau với bạn vì không có bánh quy. Cuối cùng, cậu lấy bánh quy và đi tìm Bạch Lam. Lúc này, Bạch Lam đang làm phiên dịch tại bữa tiệc. Bì Chí Cương nói về việc Lộ Tiểu Lộ đã cố tình để thua anh ta để đổi lấy việc Bạch Lam trở lại cục công nghiệp nhẹ, giọng nói đầy khinh thường. Bạch Lam rất tức giận, liền rời khỏi bữa tiệc. Vừa ra đến cửa, cô bắt gặp Lộ Tiểu Lộ đang bị chặn lại ở bên ngoài. Bên kia, tại bữa tiệc, Tần Quyên cảm ơn Lý Quang Nam vì đã giúp cô có thể diện trước mặt Lộ Tiểu Lộ. Lý Quang Nam bày tỏ rằng anh thực sự thích Tần Quyên, nhưng cô nói rằng những gì cô muốn thì Lý Quang Nam không thể cho. Lý Quang Nam cho rằng Tần Quyên quá ham hư vinh, khiến cả hai cãi nhau một trận lớn. Như Tiểu Anh bị cô lập vì nhảy không giỏi, nhưng Trường Cước được Lộ Đại Giang động viên, liền đến gần Tiểu Anh và dùng cách của mình để giữ nhịp cho cô. Cả hai vui vẻ nhảy cùng nhau. Cùng lúc đó, Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam cũng bắt đầu khiêu vũ. Sau buổi tiệc, Lộ Đại Giang cùng anh em thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi ăn khuya. Nhưng họ đột nhiên để ý thấy một người mặc áo mưa đang theo sau hai cô gái. Cả ba nhận ra người đó có khả năng chính là tên lưu manh phô dâm trước đây. Cả ba quyết định theo dõi xem chuyện gì đang xảy ra. Hai cô gái phía trước không hề nhận ra có điều gì bất thường. Cả ba nhanh chóng tận dụng cơ hội, bắt giữ tên đó trong nháy mắt. Khi thấy rõ khuôn mặt của tên biến thái, cả ba đều sững sờ. Sáng hôm sau, thông báo về việc bắt được tên biến thái được dán trên bảng thông báo của nhà máy. Tần Quyên đọc được, liền nói với Bạch Lam rằng cô có thể yên tâm rồi và thừa nhận trước đây đã hiểu lầm Lộ Tiểu Lộ. Bạch Lam nói rằng cô đã biết, đồng thời khuyên Tần Quyên nên chuyển về sống cùng mình vì ở nhà khách mãi không phải cách. Tần Quyên tỏ vẻ không vui, nhưng trong lòng hiểu rằng Bạch Lam luôn lo lắng cho cô. Tại cục công nghiệp nhẹ, phái đoàn ngoại giao sắp rời đi, điều này đồng nghĩa với việc công việc phiên dịch của Bạch Lam sẽ kết thúc. Cô đã sắp xếp tài liệu và chuẩn bị quay lại nhà máy thực phẩm. Tuy nhiên, cục trưởng Bì bắt đầu quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô vì đêm trung thu, sau khi Bạch Lam rời đi, Bì Chí Cương đã nói với ông rằng cô không được khỏe. Cục trưởng Bì sau đó nói rằng Bạch Lam nên chăm sóc sức khỏe, nếu không sẽ khó đảm đương trọng trách sau này. Bạch Lam rất ngạc nhiên khi nghe ông nhắc đến sau này. Cục trưởng Bì cũng không giấu giếm nữa, nói rằng gần đây Bạch Lam đã làm việc rất chăm chỉ và cuối cùng ông quyết định trao cho cô suất ủy thác đào tạo. Bạch Lam vui mừng khôn xiết, Lộ Đại Giang trò chuyện với Lộ Tiểu Lộ về chuyện tên biến thái. Hóa ra kẻ phô dâm là con trai của Đinh Đức Trung. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi gần đây Đinh Đức Trung còn khoe khoang rằng con trai mình đã đi lính, giờ lại xuất hiện và còn mắc bệnh tâm thần. Mọi người bắt đầu nghi ngờ giấy chứng nhận bệnh tâm thần của hắn rất có thể giống như giấy chứng nhận giả mà A Phương từng nhận được. Lộ Đại Giang nghe xong không thể ngồi yên, liền đứng dậy quyết tâm xử lý chuyện này đến cùng. Sau đó, Lộ Đại Giang đến nhà máy thực phẩm. Lúc này, cảnh sát đang chuẩn bị đưa con trai Đinh Đức Trung đến bệnh viện tâm thần. Gia đình Đinh Đức Trung vẫn đang cố gắng níu kéo, nhưng Lộ Đại Giang đã giúp cảnh sát. Đinh Đức Trung rất căm hận Lộ Đại Giang. Lộ Tiểu Lộ ngồi trò chuyện với Bạch Lam, hỏi cô tại sao không đi làm. Bạch Lam nói rằng cô không muốn làm cán bộ, cũng không muốn làm bác sĩ ở nhà máy. Lộ Tiểu Lộ hỏi vậy cô muốn làm gì? Bạch Lam đáp rằng cô sợ Phúc Thành không chứa nổi ước mơ của mình. Nghe xong, Lộ Tiểu Lộ dẫn Bạch Lam đến nhà hát. Tại đó, cậu kể với cô về những chuyện trước đây, rồi cả hai cùng nhau đọc bài thơ Hải Yến. Khi bầu không khí đã phù hợp, Lộ Tiểu Lộ thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng Bạch Lam không đáp lại, mà quay người rời đi. Lộ Tiểu Lộ chỉ lặng lẽ đi theo sau cô. Lý Quang Nam làm việc tại sân trượt băng, nhận thấy trà sữa đang rất thịnh hành.
Sau khi tan làm, anh chuẩn bị một ly trà sữa đặc biệt cho Tần Quyên và không ngờ lại gặp cô thật. Tần Quyên xin lỗi vì hành động của mình ngày hôm đó, nhưng Lý Quang Nam nói rằng cô xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, rồi đưa trà sữa cho cô. Mối quan hệ giữa hai người được cải thiện, Tần Quyên còn nhắc Lý Quang Nam bảo Lộ Đại Giang cẩn thận với Đinh Đức Trung vì hắn là kẻ hay thủ dai. Khi Lý Quang Nam trở về, anh đưa trà sữa cho Lộ Tiểu Lộ uống, nhưng cậu chỉ trêu chọc về hương vị của trà sữa pha sẵn này. Bất ngờ, Lý Quang Nam nảy ra một ý tưởng, Lộ Tiểu Lộ phụ trách nghiên cứu, Lý Quang Nam lo bán hàng, Trương Cước kéo khách. Cả ba cùng mở quầy trà sữa của riêng mình và bán trước cửa sân trượt băng, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người. Bạch Lam chuẩn bị viết thư cho Lộ Tiểu Lộ để nói rằng cô sắp đi Thượng Hải học cao học. Tần Quyên thấy vậy liền hỏi Bạch Lam liệu cô có trở lại không, Bạch Lam đáp rằng cô không biết. Ngày hôm sau, khi Bạch Lam mang thư đi gửi, Lộ Tiểu Lộ đang bận nghiên cứu trà sữa, nên cô đã đặt lá thư trong hộp cơm của Ngưu Tiểu Anh. Lộ Tiểu Lộ miệt mài nghiên cứu trà sữa và nhanh chóng bắt đầu bán hàng. Tuy nhiên, vì đã dùng sữa gần hết hạn, mọi người đều bị ngộ độc thực phẩm. May mắn là Bạch Lam đến kịp lúc và đưa tất cả đến phòng y tế. Sau khi mọi thứ ổn định, Bạch Lam hỏi Lộ Tiểu Lộ liệu cậu có điều gì muốn nói không. Lộ Tiểu Lộ hoàn toàn không biết Bạch Lam đang nói gì, chỉ hỏi cô liệu cô thực sự không thích cậu. Bạch Lam nói không thích, nhưng Lộ Tiểu Lộ dùng ống nghe thấy rõ ràng nhịp tim của Bạch Lam đang đập nhanh hơn. Vụ ngộ độc thực phẩm đã bị Đinh Đức Trung và Bì Chí Cương lợi dụng để đổ lỗi cho Lộ Đại Giang. Vì sợ hãi, Lý Quang Nam đã đồng ý với họ. Không lâu sau, sân trượt băng buộc phải đóng cửa. Bạch Lam biết rằng lá thư đã đến tay Ngưu Tiểu Anh, nên cô định đích thân nói với Lộ Tiểu Lộ về việc mình sẽ đi Thượng Hải. Tuy nhiên, cô bị đồng nghiệp yêu cầu ở lại trực phòng y tế, khiến Lộ Tiểu Lộ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tối đến, đúng như dự đoán, sân trượt băng xảy ra chuyện. Đinh Đức Trung dẫn người đến phá cửa và xông vào tìm người. Không ngờ, Lộ Đại Giang đã đề phòng từ trước, dẫn theo hai người anh em sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng Lộ Đại Giang nhanh chóng bị thương và Bì Chí Cương bắt đầu hét lên rằng Lộ Đại Giang đã giết người. Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, Lộ Đại Giang nhận ra mình đã mắc bẫy của Đinh Đức Trung, liền bỏ chạy. Tuy nhiên, vì bị thương ở chân, Lộ Đại Giang không chạy được xa và bị Đinh Đức Trung đuổi kịp. Đinh Đức Trung nói rõ rằng do chuyện của con trai mình, ông ta sẽ không tha cho Lộ Đại Giang. Nhưng trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam đã kịp thời đến cứu, khiến Đinh Đức Trung phải rút lui. Bạch Lam kiểm tra sơ qua vết thương của Lộ Đại Giang và phát hiện anh đã bị gãy xương. Cô nói rằng cần phải đến bệnh viện ngay, nhưng Lộ Tiểu Lộ lại lo ngại rằng đến bệnh viện lúc này chẳng khác nào tự nộp mình. Nghĩ vậy, Lộ Tiểu Lộ liền đạp xe đến bệnh viện để lấy hộp thuốc. Khi Lộ Tiểu Lộ trở về, anh nhận ra Lộ Đại Giang và Bạch Lam đều đã biến mất. Thì ra, Bạch Lam đã thuyết phục Lộ Đại Giang ra đầu thú. Ban đầu, Lộ Đại Giang nói rằng anh sẽ trốn sang Hồng Kông và không bao giờ quay trở lại. Nhưng sau khi Bạch Lam nhắc đến Lộ Tiểu Lộ và nói rằng cậu ấy có tài năng như thế nào, Lộ Đại Giang không nên để cậu ấy bị liên lụy. Điều này khiến Lộ Đại Giang quyết định ra đầu thú. Lộ Tiểu Lộ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng Lộ Đại Giang bị cảnh sát bắt đi và rất có thể Bạch Lam có liên quan. Lộ Tiểu Lộ cảm thấy rất chán nản, thường đi loanh quanh trước cửa sân trượt băng đã bị đóng cửa. Ngưu Tiểu Anh đến an ủi và đưa cho cậu lá thư mà Bạch Lam viết. Hóa ra sau một hồi đấu tranh, Tiểu Anh nhận ra không nên giấu Lộ Tiểu Lộ chuyện này, cô đưa thư rồi rời đi. Lộ Tiểu Lộ đọc thư, ban đầu mỉm cười, nhưng sau đó trở nên nghiêm túc, trong lòng rối bời. Ngày hôm sau, Lộ Tiểu Lộ đến tìm Bạch Lam, chúc cô tiền đồ rộng mở, coi đây là lời tạm biệt chính thức. Sau đó, cậu rời đi, lá thư rơi xuống đất. Bạch Lam đứng một mình, trong lòng cũng khó chịu. Đinh Đức Trung bị đập đầu, nhưng vẫn đến đội sửa chữa để buông lời đe dọa. Lão Ngưu Bì nói rằng sẽ không ai động được đến đệ tử của ông, còn Lý Quang Nam thì im lặng cúi đầu, nửa ngày không nói được lời nào. Tần Quyên trở về ký túc xá, Bạch Lam đưa cho cô một cuốn truyện cười, hy vọng Tần Quyên sẽ đưa nó cho Lộ Tiểu Lộ để giúp cậu ấy vui lên. Tần Quyên trêu Bạch Lam ngây thơ, nhưng Bạch Lam nói rằng mình thấy nó ổn. Cô còn nhờ Tần Quyên dạy mình nấu ăn vì muốn làm gì đó cho Lộ Tiểu Lộ. Tần Quyên đồng ý và cả hai cùng đi chợ mua thức ăn. Bạch Lam thậm chí còn không nhận ra hải sản, nên Tần Quyên dạy cô. Những hiểu lầm giữa họ cuối cùng cũng được hóa giải. Tần Quyên giờ không còn thích Lộ Tiểu Lộ nữa, thẳng thắn nói rằng chắc chắn còn có người tốt hơn xứng đáng để cô yêu thích. Không lâu sau, Tần Quyên và Ngưu Tiểu Anh đều mang thức ăn đến thăm Lộ Tiểu Lộ. Cậu không mấy hứng thú, chỉ có Tần Quyên và Bạch Lam biết rằng những món ăn cháy khét kia đều là do Bạch Lam nấu. Nhưng Lộ Tiểu Lộ không biết gì cả, liền từ chối tất cả. Bố mẹ cậu nhìn con như vậy, muốn làm gì đó nhưng đều không có tác dụng. Sau đó, Lộ Tiểu Lộ mang quà đến thăm người bị Lộ Đại Giang đánh và phát hiện Bạch Lam luôn ở bên chăm sóc những người đó. Hai người nói chuyện, Lộ Tiểu Lộ phàn nàn về chuyện cười và món ăn của Tần Quyên, khiến Bạch Lam cảm thấy khó chịu nhưng cũng không thể trách cậu. Đang nói chuyện thì cảnh sát đến tìm họ, thì ra Đinh Đức Trung đã báo cảnh sát vì vụ việc bị đập đầu. Cảnh sát thẩm vấn riêng từng người, nhưng cả hai đều nhận hết trách nhiệm về mình, khiến cuộc điều tra kéo dài mãi mà không đi đến kết quả. Bạch Lam thậm chí không ăn gì cả ngày, điều bất ngờ là cục trưởng Bì đích thân đến. Ông gọi Bạch Lam ra ngoài và than phiền về tình trạng hôn nhân hiện tại của mình, còn dùng suất ủy thác đào tạo để đe dọa cô. Bạch Lam thẳng thắn chỉ ra rằng cục trưởng Bì muốn qua lại với mình. Cục trưởng Bì lại nói rằng ông có thể bảo vệ Bạch Lam và cả người bạn của cô. Bạch Lam hiểu ẩn ý trong lời nói, im lặng và cúi đầu ăn. Không lâu sau, cả Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam đều được thả ra, Bạch Lam cũng chính thức nói lời tạm biệt với mọi người.
Thông báo về việc Lộ Đại Giang bị kết án và Bạch Lam đi học theo diện ủy thác đào tạo được đưa ra và lại có người bắt đầu lan truyền tin đồn về Bạch Lam. Sáng hôm đó, Lộ Tiểu Lộ tỉnh dậy và không thấy bố mẹ đâu, nhưng trên bàn ăn đã có sẵn bữa sáng cùng một mẩu giấy. Trên giấy viết rằng họ tin tưởng Tiểu Lộ, cậu nhìn mẩu giấy và bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, lòng ấm áp. Cuối cùng, Lộ Tiểu Lộ đến kho lạnh để làm việc, tràn đầy quyết tâm và làm việc rất hăng hái. Lý Quang Nam cũng đến giúp, khiến Lộ Tiểu Lộ cảm động. Nhưng vì sắp đến giờ làm việc, Lộ Tiểu Lộ lo rằng nếu Lý Quang Nam không trở lại đội sửa chữa, sẽ bị thầy mắng. Lý Quang Nam nói rằng anh đã xin phép thầy để đến kho lạnh giúp Lộ Tiểu Lộ. Lộ Tiểu Lộ miệng thì trách Lý Quang Nam không biết suy nghĩ, rõ ràng công việc ở kho lạnh vừa ít tiền vừa cực nhọc, nhưng trong lòng vẫn rất vui. Khi tắm sau giờ làm việc, Lộ Tiểu Lộ lại cảm ơn Lý Quang Nam vì đã ở bên cạnh cậu. Dù cậu đang bị phạt và Bạch Lam sắp đi Thượng Hải, ít nhất vẫn còn Lý Quang Nam bên cạnh. Nhưng đầu óc của Lý Quang Nam lại không ở đó, anh ta chỉ nghĩ về cảnh Đinh Đức Trung bắt mình ký giấy đổ lỗi vụ ngộ độc thực phẩm cho Lộ Đại Giang. Điều này luôn là vết thương trong lòng Lý Quang Nam. Hôm nay, Lý Quang Nam muốn tìm cơ hội để thú nhận chuyện này, nhưng Lộ Tiểu Lộ lại mải tắm. Đến khi Lý Quang Nam định mở lời thì nước tắm lại ngừng, khiến Lộ Tiểu Lộ bận rộn đi mắng người đã tắt nước. Cuối cùng, Lý Quang Nam vẫn chưa có cơ hội nói ra. Đinh Đức Trung đang tán gẫu với vợ về những tin đồn xung quanh Bạch Lam thì Tần Quyên mang đồ đến và lên tiếng bảo vệ Bạch Lam. Tuy nhiên, gia đình Đinh Đức Trung lại bắt đầu chỉ trích Tần Quyên, cho rằng cô đang bênh vực người ngoài. Tần Quyên không thể cãi lại, đành im lặng. Khi Bạch Lam trở về ký túc xá, cô phát hiện đồ đạc của mình đã bị những nữ công nhân khác ném ra ngoài. Ác cảm của họ với Bạch Lam còn mạnh mẽ hơn so với trước đây. Tần Quyên cố gắng bênh vực Bạch Lam nhưng cũng bị tấn công. Rời khỏi ký túc xá, Bạch Lam gặp Lộ Tiểu Lộ, cậu đưa cô đến căn cứ trước đây của Lộ Đại Giang, hai người uống rượu tại đó. Bạch Lam hỏi Lộ Tiểu Lộ tại sao không tò mò về những gì cô nói ở đồn cảnh sát. Lộ Tiểu Lộ trả lời rằng cậu hoàn toàn tin tưởng Bạch Lam và cũng tin rằng cô sẽ tin cậu. Bạch Lam bảo Lộ Tiểu Lộ hỏi mình có thích cậu không và cô đã trả lời khẳng định, sau đó hôn cậu. Cô còn nói rằng mọi thứ sẽ kết thúc vào ngày mai. Sáng hôm sau, Bạch Lam đến văn phòng cục trưởng Bì để nộp tài liệu. Khi ra khỏi cửa, cô gặp cục trưởng Bì, ông ân cần hỏi han, nhưng cô chỉ đáp lại vài câu rồi rời đi. Khi trở về văn phòng, cục trưởng Bì phát hiện trong tài liệu mà Bạch Lam vừa nộp có một mẩu giấy hẹn gặp. Ông vui mừng khôn xiết, sau giờ làm việc, cục trưởng Bì liền đến chỗ hẹn và thấy Bạch Lam đang ở đó. Ông mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, nói rằng sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng không ngờ Bạch Lam lại yêu cầu Bì Chí Cương, người đang trốn trong bóng tối, bước ra. Thì ra Bạch Lam đã gửi một mẩu giấy hẹn tương tự cho Bì Chí Cương. Sau đó, trước mặt hai cha con, Bạch Lam nghiêm túc nói rằng không ai có thể dùng suất ủy thác đào tạo để ràng buộc cô. Nói xong, cô định rời đi, Bì Chí Cương tức giận, liền tát Bạch Lam một cái. Lộ Tiểu Lộ xuất hiện, đánh trả lại, nhưng Bạch Lam kéo cậu đi ngay sau đó. Cô thẳng thắn nói rằng đánh bọn họ một trận ở đây sẽ không giải quyết được gì và ở đây cũng chẳng thay đổi được gì cả. Hai người rời đi, chỉ để lại cha con nhà họ Bì đứng lúng túng tại chỗ. Nhà máy thực phẩm tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm, công nhân đều quan tâm đến tiền thưởng cuối năm. Nhưng Đinh Đức Trung lại bắt đầu công bố quyết định đình chỉ công tác Bạch Lam với lý do tác phong sinh hoạt không đúng đắn. Bạch Lam đứng lên hỏi có phải cục trưởng Bì bảo ông ta nói như vậy không, nhưng Đinh Đức Trung khẳng định là không. Lời chưa dứt, Lộ Tiểu Lộ đã xông lên sân khấu thể hiện rõ lập trường của mình. Công nhân được cổ vũ, liền trút hết mọi bức xúc về lãnh đạo mà họ kìm nén bấy lâu. Trong khi đó, Bạch Lam lặng lẽ rời đi. Lộ Tiểu Lộ đuổi theo, Bạch Lam một lần nữa bày tỏ quan điểm của mình, thẳng thắn nói rằng cô sẽ rời Phúc Thành, còn hỏi Lộ Tiểu Lộ có muốn đi cùng cô không. Lộ Tiểu Lộ nhất thời không thể trả lời. Ngày hôm sau, Lộ Tiểu Lộ đi thăm Lộ Đại Giang. Anh trai thẳng thắn nói rằng Lộ Tiểu Lộ có học thức, không nên bị trói buộc ở nhà máy thực phẩm mà phải ra ngoài tự mình lập nghiệp. Nhân dịp năm mới, Trương Cước đến nhà lão Ngưu Bì ăn cơm tất niên. Lý Quang Nam đến ở bên Tần Quyên đang cô đơn một mình. Gia đình Lộ Tiểu Lộ cũng lạnh lẽo khi không có Lộ Đại Giang. Lộ Tiểu Lộ dò hỏi ý định của bố mẹ về việc cậu muốn thi lại đại học, nhưng bố mẹ lại nghĩ rằng làm việc ở nhà máy thực phẩm cũng không tệ. Lộ Tiểu Lộ không nói gì thêm, chỉ nói rằng mình muốn ra ngoài đi dạo. Cậu hẹn Bạch Lam ra ngoài, thể hiện rõ thái độ muốn rời Phúc Thành. Bạch Lam rất vui mừng và hai người hôn nhau. Cảnh tượng đó vô tình bị Tần Quyên và Trường Cước nhìn thấy từ xa, Tần Quyên rất buồn. Lộ Tiểu Lộ đưa Bạch Lam, Lý Quang Nam đưa Tần Quyên, Trường Cước dẫn Ngưu Tiểu Anh, cả 6 người cùng nhau đón mừng năm mới. Mọi người đều quan tâm đến ước nguyện năm mới của nhau. Lý Quang Nam vui mừng vì đã theo đuổi được Tần Quyên và ước nguyện năm mới của anh là nỗ lực kiếm tiền. Ngưu Tiểu Anh lại lo lắng vì đã 20 tuổi mà chưa từng yêu ai. Trường Cước liền nói thêm rằng mình cũng vậy, nhưng Ngưu Tiểu Anh chẳng buồn quan tâm đến anh. Lộ Tiểu Lộ cũng tìm cơ hội thông báo quyết định cùng Bạch Lam đến Thượng Hải. Khi biết Lộ Tiểu Lộ muốn đi Thượng Hải, mẹ cậu liền nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai. Lộ Tiểu Lộ mang trái cây đến dỗ dành mẹ cùng bố, nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, Lộ Tiểu Lộ đành nhờ bố. Tối hôm đó, bố Lộ Tiểu Lộ thủ thỉ với mẹ, nhưng bà lại bảo vệ con trai, nói rằng mình có thể mắng con, nhưng ông thì không được mắng. Bố Lộ Tiểu Lộ chỉ biết câm nín, mẹ cậu nhăn nhó, lo lắng rằng con trai sẽ dễ dàng bị con dâu dẫn đi mất. Bà vừa lo lắng, vừa giục chồng tìm cách giúp mình, cả đêm ngủ không yên. Trong lúc làm việc ở kho lạnh, Lý Quang Nam còn khuyên Lộ Tiểu Lộ rằng tham gia kỳ thi đại học dành cho người trưởng thành là quá hoang đường, nhưng Lộ Tiểu Lộ không nghĩ vậy. Lúc này, cả hai nghe thấy tiếng động dưới tấm vải bên cạnh.
Khi rón rén lại gần, họ phát hiện người trốn bên dưới là Trường Cước, còn đang ôm một cuốn sách. Ngay lúc đó, có người gọi Trường Cước, khiến Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam nhanh chóng che giấu anh ta lại, rồi ra ứng phó với hai người kia. Hai người kia bắt đầu phàn nàn rằng Trường Cước không làm việc, thiết bị của đội sửa chữa không có ai sửa. Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam liền che giấu cho Trường Cước, nói rằng có lẽ anh đang lười biếng ở đâu đó, nếu tìm thấy thì sẽ gọi anh ta về. Nghe vậy, hai người kia mới rời đi, Lý Quang Nam và Lộ Tiểu Lộ quay lại thả Trường Cước ra, hỏi tại sao anh lại đọc sách hóa học cấp 3. Trường Cước nói rằng hiệu suất của nhà máy không tốt, anh muốn tham gia kỳ thi đại học dành cho người trưởng thành. Lý Quang Nam không đồng tình, nhưng Lộ Tiểu Lộ lại nghĩ rằng đó là điều tốt. Mẹ Lộ Tiểu Lộ hẹn Bạch Lam ra ngoài ăn. Vừa nói được vài câu, bà bắt đầu đề cập đến chuyện Lộ Tiểu Lộ đi Thượng Hải và thẳng thắn nói rằng bà không hài lòng về chuyện này, cho rằng sau này họ chắc chắn sẽ hối hận về quyết định điên rồ này. Bạch Lam lại nói rằng nếu không điên rồ một chút khi còn trẻ thì sau này mới hối tiếc. Lý Quang Nam đi cùng Tần Quyên xem nhà mới. Tần Quyên cảm thán rằng Phúc Thành ngày càng phát triển, còn Lý Quang Nam lại thắc mắc tại sao Lộ Tiểu Lộ lại muốn rời đi. Tần Quyên nói rằng Bạch Lam không thích nơi này, rồi bảo rằng Lộ Tiểu Lộ rất nghĩa khí với bạn bè nên ra ngoài sẽ không bị bắt nạt. Lý Quang Nam lập tức nảy ra một ý tưởng, bởi vì anh biết chắc Lộ Tiểu Lộ sẽ không bỏ rơi mình. Lộ Tiểu Lộ nhanh chóng nhận được tin Lý Quang Nam gặp rắc rối, liền lập tức đến nơi, hóa ra là do Hồ lão đại. Lộ Tiểu Lộ quyết định tự mình đi vào trước, để Trương Cước và Ngưu Tiểu Anh ở ngoài canh chừng. Hồ lão đại bắt đầu gây khó dễ cho Lộ Tiểu Lộ, nhưng cậu nhanh chóng ra hiệu và ngay lập tức nhiều quả lựu đạn khói được ném vào. Lộ Tiểu Lộ tranh thủ cơ hội bảo vệ Lý Quang Nam và chạy ra ngoài, sau đó cả nhóm cùng đi ăn. Lý Quang Nam không ngừng ám chỉ rằng nếu Lộ Tiểu Lộ và mọi người rời đi, mình sẽ không thể ở lại một mình. Anh còn khuyên Lộ Tiểu Lộ cùng mình mở quầy trà sữa, sau đó cầm tiền rời đi. Lộ Tiểu Lộ đồng ý. Tiếp theo, nhóm của Lộ Tiểu Lộ bắt đầu bận rộn nghiên cứu trà sữa, khiến cậu sao nhãng việc học. Bạch Lam sớm nghi ngờ, nhưng Trường Cước viện lý do rằng mẹ của Lộ Tiểu Lộ bị ốm. Bạch Lam đến nhà thăm, Lộ Tiểu Lộ cố gắng giấu giếm nhưng vẫn bị phát hiện. Bạch Lam hỏi cậu có phải không muốn học hành nghiêm túc không? Lộ Tiểu Lộ thẳng thắn nói rằng cậu không thể bỏ mặc chuyện của Lý Quang Nam. Nhưng điều mà Lộ Tiểu Lộ không ngờ tới là cậu sớm phát hiện ra Lý Quang Nam đã lừa mình. Lý Quang Nam giải thích rằng nếu không làm vậy thì anh không thể giữ Lộ Tiểu Lộ ở lại. Hai người cãi nhau to. Sau đó, Lộ Tiểu Lộ tập trung vào việc học, cùng Bạch Lam và các bạn đi ăn món Tây, nhưng cậu không thể hòa nhập nên đành kiếm cớ rời đi. Nhận thấy điều đó, Bạch Lam cũng rời đi theo và hai người cùng nhau ăn súp cá viên. Bạch Lam lo lắng rằng Lộ Tiểu Lộ sẽ không thích nghi được khi rời xa bạn bè và gia đình, nhưng Lộ Tiểu Lộ nói rằng đó là điều cậu muốn. Lộ Tiểu Lộ cũng nhắc đến tin Lý Quang Nam gặp rắc rối, ban đầu nghĩ là giả, nhưng sau đó phát hiện người Lý Quang Nam đụng lần này là Đào Tỷ, người tình cũ của Lộ Đại Giang. Lộ Tiểu Lộ nhanh chóng thân thiết với Đào Tỷ và tìm hiểu câu chuyện tình yêu giữa cô và Lộ Đại Giang. Cuối cùng, Đào Tỷ quyết định giao việc cung cấp đồ uống cho vũ trường của mình cho Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam. Sau khi say rượu, Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam lại làm hòa với nhau. Sau khi giải tỏa được hiểu lầm với Lý Quang Nam, Lộ Tiểu Lộ tìm đến Bạch Lam. Trong cơn say, cậu lại bày tỏ tình cảm chân thành của mình và mong muốn Bạch Lam dẫn cậu đi cùng. Bạch Lam cười, giả vờ làm thuyền trưởng, nói rằng sẽ lái thuyền đưa Lộ Tiểu Lộ rời đi. Lộ Tiểu Lộ nhìn Bạch Lam đùa giỡn, trên mặt nở nụ cười, cuối cùng không kìm được mà hôn cô. Sáng hôm sau, Bạch Lam làm bữa sáng cho Lộ Tiểu Lộ. Lộ Tiểu Lộ nói rằng so với trước đây, anh thích bít tết hơn. Bạch Lam nhận ra rằng Lộ Tiểu Lộ đã biết trước bít tết cũng do cô làm. Lộ Tiểu Lộ cảm thán rằng ở Phúc Thành chỉ có một người không rửa rễ rau và không bỏ mang cá khi nấu ăn. Bạch Lam tức giận nói rằng Lộ Tiểu Lộ có thể không ăn. Cậu vội vàng dỗ dành cô, rồi cả hai cùng nhau tưởng tượng đến việc đi Thượng Hải để thưởng thức những món ngon và có cuộc sống riêng ở đó. Sau đó, Lộ Tiểu Lộ toàn tâm toàn ý học tập. Cậu liên tục quan tâm đến điểm số của mình và thật vui khi thành tích lần nào cũng có tiến bộ. Ngay cả trước khi đi ngủ, Lộ Tiểu Lộ cũng chăm chỉ ôn bài, mẹ cậu nhìn thấy tất cả. Lộ Tiểu Lộ đi làm ở kho lạnh, dự định sau khi hoàn thành ca làm cuối cùng sẽ đi thi đại học. Nhưng chưa kịp tan ca, cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào. Khi đến nơi, cậu phát hiện Trường Cước đang đọc sách thì bị Đinh Đức Trung bắt gặp. Lộ Tiểu Lộ xông lên ngăn lại, nhưng Đinh Đức Trung mắng cả hai, nói rằng tham gia thi đại học là sâu mọt của nhà máy và hiệu quả nhà máy kém là do những người như họ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trường Cước buồn bã, còn Ngưu Tiểu Anh, người đến đưa cơm cho cả hai, đứng nấp ngoài cửa nghe được tất cả. Khi Đinh Đức Trung đi lấy cơm, Ngưu Tiểu Anh cố tình nhắm vào ông ta và công khai chỉ trích những việc mờ ám mà ông ta đã làm trước đây. Cô nói thẳng rằng Đinh Đức Trung mới là sâu mọt thực sự của nhà máy. Lời này ngay lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người, nhưng Đinh Đức Trung vẫn gọi người của bộ phận bảo vệ đứng trước mặt mình. Lộ Tiểu Lộ và Trường Cước đứng ra bảo vệ Ngưu Tiểu Anh, nhưng cũng bị Đinh Đức Trung đe dọa sa thải. Cuối cùng, Ngưu Tiểu Anh vô tình đánh vào đầu Trường Cước, sự việc mới dừng lại. Lộ Tiểu Lộ về nhà ăn cơm, tự tin rằng mình có thể đỗ đại học. Cậu còn tự hào nói rằng trong những lần thi thử gần đây, cậu đều đứng nhất lớp. Nhưng mẹ cậu lại không vui, bảo Lộ Tiểu Lộ đừng quá lạc quan, nói thẳng rằng hiệu suất của nhà máy năm nay kém, chỉ có một suất học đại học thôi. Lộ Tiểu Lộ không tin, liền quay lại văn phòng để xác nhận. Bì Chí Cương nói với cậu rằng đó là sự thật và rằng hiệu suất của nhà máy ngày càng tệ, số suất học sau này sẽ ngày càng ít. Lộ Tiểu Lộ cảm thấy không vui, liền đến tìm Bạch Lam. Cô không biết gì cả, vẫn vui vẻ làm bít tết. Lộ Tiểu Lộ hỏi cô rằng nếu năm nay cậu không đỗ,
liệu cô có sẵn sàng đợi cậu thêm một năm không? Bạch Lam không cần suy nghĩ đã đồng ý, Lộ Tiểu Lộ rất vui nhưng vẫn không nói cho cô sự thật. Sau đó, cậu đưa Bạch Lam đến Thượng Hải để dự thi. Một tháng trôi qua, kết quả thi đại học dành cho người trưởng thành đã có. Bạch Lam đi xem bảng nhưng không thấy tên Lộ Tiểu Lộ. Mọi người cũng thắc mắc tại sao người đứng đầu lại không có tên trong danh sách. Lúc này, Lộ Tiểu Lộ đang xem phim, Bạch Lam đứng đợi ở cửa nhà Lộ Tiểu Lộ. Khi cậu xuất hiện, cậu tỏ vẻ thản nhiên và nói rằng mình đã uống rượu trước kỳ thi và không muốn đi Thượng Hải nữa. Bạch Lam tin, nhưng chỉ Lộ Tiểu Lộ biết rằng cậu đã đi thi nghiêm túc, chỉ là không ghi tên. Sau đó, Bạch Lam quay về nhà máy để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường đến Thượng Hải. Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam cùng nhau uống rượu buồn, cả hai đều say và cuối cùng, Lý Quang Nam thú nhận rằng anh đã đổ lỗi vụ ngộ độc thực phẩm cho Lộ Đại Giang. Lộ Tiểu Lộ rất tức giận, đánh Lý Quang Nam một trận. Khi trở về, Lý Quang Nam rất buồn vì anh đã mất đi người anh em duy nhất của mình. Tối hôm đó, nhà máy thực phẩm xảy ra tai nạn, mọi người đều bỏ chạy, chỉ có Lộ Tiểu Lộ chạy đến phòng của Lộ Đại Giang để tìm Bạch Lam. Cậu phát hiện Bạch Lam đang uống rượu, không có ý định rời đi. Hai người như lửa gặp rơm, liền hôn nhau say đắm. Sáng hôm sau, khi Lộ Tiểu Lộ tỉnh dậy, Bạch Lam đã rời đi, cậu cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Bạch Lam đã được nhận vào trường, cô cảm ơn giáo sư Vương vì đã tiếp nhận mình. Giáo sư Vương không ngớt lời khen ngợi Bạch Lam và hy vọng cô sẽ phát triển hơn nữa sau này. Ông quan tâm hỏi Bạch Lam hiện đang ở đâu vì kỳ học chưa bắt đầu, ký túc xá chưa được phân chia. Bạch Lam nói rằng cô đã thuê một căn phòng nhỏ. Giáo sư Vương lại nhớ đến vấn đề hồ sơ của Bạch Lam, vì hồ sơ của cô vẫn chưa được gửi đến trường, nếu không giải quyết trước khi nhập học sẽ rất rắc rối. Bạch Lam gọi điện cho Tần Quyên để hỏi về hồ sơ. Tần Quyên nói theo lý thuyết thì hồ sơ đáng lẽ đã phải gửi đi rồi. Nhưng vì Bạch Lam là cán bộ nhỏ nên hồ sơ do bộ phận hành chính quản lý, còn Đinh Đức Trung có gửi đi hay không thì cô không biết. Tần Quyên hứa sẽ kiểm tra lại giúp Bạch Lam. Lộ Tiểu Lộ tình cờ nghe được khi đứng trước cửa, sau khi tìm hiểu một số thông tin từ Tần Quyên, cậu liền cầm đồ chạy thẳng đến phòng hành chính. Người của bộ phận bảo vệ ở cửa không thể cản được Lộ Tiểu Lộ, cậu còn nói rằng từ hôm nay trở đi, cậu không còn là người của nhà máy nữa, rồi xông thẳng vào văn phòng của Đinh Đức Trung lục tìm. Tiếng ồn quá lớn khiến Bí thư Hồng và Đinh Đức Trung đều phải đến. Lộ Tiểu Lộ hỏi thẳng Bí thư Hồng rằng liệu năm nay nhà máy có một suất ủy thác đào tạo không? Bí thư Hồng gật đầu. Cậu tiếp tục hỏi tại sao hồ sơ lại không được gửi đi. Bí thư Hồng nhìn về phía Đinh Đức Trung và Lộ Tiểu Lộ có một suy đoán táo bạo rằng đoán rằng hồ sơ đang nằm trong ngăn kéo của Đinh Đức Trung. Bạch Lam rất lo lắng, định gọi điện đến phòng hành chính để tìm hiểu tình hình. Nhưng Lộ Tiểu Lộ không biết rằng đó là cô, kiên quyết không cho Đinh Đức Trung nghe điện thoại. Cuối cùng, cậu phá tủ tìm kiếm nhưng không thấy hồ sơ và ngay cả Bí thư Hồng cũng không biết phải làm gì. Lộ Tiểu Lộ rời khỏi văn phòng chưa bao xa thì gặp Bì Chí Cương. Bì Chí Cương thẳng thắn nói rằng anh ta biết hồ sơ của Bạch Lam ở đâu, rồi hẹn Lộ Tiểu Lộ thời gian và địa điểm gặp mặt. Tối hôm đó, Bì Chí Cương đến đúng giờ. Lộ Tiểu Lộ thắc mắc tại sao hồ sơ lại ở trong tay anh ta. Bì Chí Cương trả lời rằng Đinh Đức Trung đã lấy hồ sơ cho cha mình, còn anh ta thì trộm lại. Bì Chí Cương nói rằng anh giúp không phải vì Lộ Tiểu Lộ, mà là vì Bạch Lam. Anh ta cũng nói rằng mình ngưỡng mộ Lộ Tiểu Lộ và muốn sống theo trái tim mình, đồng thời cho biết mình sắp được điều chuyển khỏi nhà máy thực phẩm. Bạch Lam tìm gặp người phụ trách hồ sơ trong trường, hỏi liệu có thể kéo dài thêm chút thời gian không. Thầy nói rằng ông không giúp được vì trường cũng có quy định. Ngay lúc đó, điện thoại văn phòng reo lên, thầy nghe điện thoại xong liền vui mừng thông báo với Bạch Lam rằng phòng tiếp nhận vừa nhận được hồ sơ của cô do một cậu trai mang đến. Bạch Lam cảm ơn rồi đi tìm Lộ Tiểu Lộ. Ban đầu, cậu vẫn định lẩn tránh, nhưng Bạch Lam gọi cậu lại và mời cậu đi ăn. Sau đó, cả hai cùng đến căn phòng mà Bạch Lam thuê. Bà chủ nhà nghi ngờ điều gì đó, đến gặp Bạch Lam. Cô thẳng thắn nói rằng Lộ Tiểu Lộ là em trai mình, đến để khám bệnh, lúc này bà chủ nhà mới yên tâm. Không lâu sau, Bạch Lam chuyển trở lại ký túc xá, Lộ Tiểu Lộ cũng giúp đỡ một tay. Tối đó, cả hai cùng ăn bánh bao chiên, cùng ngắm tháp Đông Phương Minh Châu, còn gặp một người dân tốt bụng giúp họ chụp ảnh và nói rằng sẽ gửi cho họ. Lộ Tiểu Lộ cũng quyết định ở lại Thượng Hải thêm một thời gian nữa. Bố mẹ Lộ Tiểu Lộ đang lo lắng vì con trai chưa về thì Lộ Tiểu Lộ gọi điện về, nói rằng cậu sẽ ở lại Thượng Hải thêm một thời gian nữa. Bố mẹ chỉ hy vọng lần này Lộ Tiểu Lộ có thể suy nghĩ kỹ càng. Sau đó, Lộ Tiểu Lộ bắt đầu tìm việc làm, nhưng vì mới đến Thượng Hải, mọi thứ đều xa lạ nên cậu gặp rất nhiều khó khăn. Tần Quyên gửi cho Bạch Lam một ít đồ ăn mà cô thích, đồng thời báo rằng nhà máy chỉ có một suất học đại học. Khi trở về, Bạch Lam nói với Lộ Tiểu Lộ rằng cô đã biết mọi chuyện, cả hai rất vui vì lại có thể ở bên nhau. Ở Phúc Thành, mọi người không vui mấy, Tần Quyên buồn vì Lộ Tiểu Lộ đi rồi, không còn ai ăn món cô nấu mỗi ngày nữa. Trường Cước muốn nói gì đó, nhưng Ngưu Tiểu Anh không cho cơ hội, thế là Trường Cước đành cố ăn hết món cô nấu, hy vọng cô vui lên. Mẹ Lộ Tiểu Lộ thấy không khỏe nhưng không muốn tốn tiền đi khám. Bố Lộ Tiểu Lộ đùa rằng mình sẽ đi lôi Lộ Tiểu Lộ về để an ủi mẹ. Cuối cùng, Lộ Tiểu Lộ tìm được một chỗ cần thợ điện, nhưng họ yêu cầu phải có chứng chỉ. Lộ Tiểu Lộ định rời đi thì người đối diện phát hiện cậu cũng là người Phúc Thành, đồng hương gặp nhau nên giúp một tay. Nhờ vậy, Lộ Tiểu Lộ cũng tìm được việc làm. Tối đến, Bạch Lam nói với Lộ Tiểu Lộ rằng thầy của cô đã giới thiệu cô một công việc ở một công ty thời trang. Cả hai cùng nỗ lực để có cuộc sống tốt hơn ở Thượng Hải. Lộ Tiểu Lộ trở thành nhân viên gác cửa, nhưng cậu còn chưa quen việc nên được đồng nghiệp hướng dẫn rằng làm gác cửa phải tinh ý,
đặc biệt phải phân biệt được khách nào là người sẽ cho tiền boa. Anh ta chỉ vào một vị khách nước ngoài đang đi tới và nói rằng cô ấy trông rất tây, nhưng thường chỉ lấy cà phê hòa tan của khách sạn nên không phải là người cho tiền boa. Lộ Tiểu Lộ đang suy nghĩ về lời đồng nghiệp thì người phụ nữ đó hỏi cậu đường đến miếu Thành Hoàng. Cậu hiểu một nửa, đoán một nửa, rồi kiên nhẫn chỉ đường cho khách. Vị khách cảm ơn sự giúp đỡ của Lộ Tiểu Lộ và hào phóng đưa cậu tiền boa. Đó là lần đầu tiên Lộ Tiểu Lộ nhận được tiền boa, cậu rất vui, đến mức đồng nghiệp cũng mừng thay. Công việc người mẫu của Bạch Lam cũng tiến triển thuận lợi. Ông chủ rất xem trọng Bạch Lam, gợi ý rằng nếu cô có công việc tốt hơn thì đồng nghĩa với việc phải nỗ lực hơn. Bạch Lam hiểu ý nhưng từ chối thẳng thừng, ông chủ cố giữ cô lại nhưng cô không quay đầu. Khi Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam đi dạo, họ nhìn thấy một nhà hàng rất sang trọng mang tên Con Đường Xanh. Bạch Lam phản ứng ngay rằng tên nhà hàng có cả tên cô và Lộ Tiểu Lộ. Cậu hứa sau này nhất định sẽ dẫn cô vào đó ăn, Bạch Lam mỉm cười gật đầu. Lộ Tiểu Lộ làm việc chăm chỉ và gặp hội chợ thực phẩm do khách sạn tổ chức. Cậu lấy một tờ rơi và gọi điện cho Tần Quyên, hy vọng Lý Quang Nam và mọi người có thể đến tham dự để mở rộng thị trường trà sữa ở Thượng Hải. Tần Quyên hỏi cậu tại sao không gọi trực tiếp cho Lý Quang Nam, Lộ Tiểu Lộ không trả lời rõ ràng, nhưng Tần Quyên hiểu sự lúng túng hiện tại giữa Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam. Tần Quyên sau đó kể với Lý Quang Nam về chuyện này, anh ta lập tức đồng ý nhưng vẫn tỏ ra cứng đầu, nói rằng không phải vì gặp Lộ Tiểu Lộ mà là vì muốn trà sữa bán chạy hơn. Buổi tối, khi Bạch Lam về nhà, cô tình cờ gặp dì chủ nhà ở dưới lầu. Dì chủ nhà hỏi em trai cô gần đây đang ở đâu. Bạch Lam giải thích rằng em cô vẫn còn đang ở bệnh viện. Dì chủ nhà nói cô không cần giấu giếm nữa, trực tiếp nói rằng bà đã biết từ trước. Bạch Lam vội xin bà thông cảm, giải thích rằng hai chị em cô đang gặp khó khăn, nhưng mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Dì chủ nhà nói bà hiểu, nhưng với tình trạng như hiện tại, hai người họ chắc chắn sẽ không trụ được lâu. Bạch Lam hiểu ý của dì chủ nhà và Lộ Tiểu Lộ ở trên lầu cũng nghe hết mọi chuyện. Ngày hôm sau, Bạch Lam gặp ông chủ, nói rằng cô muốn thử nắm bắt cơ hội lần trước, sau đó cô đứng lên làm việc ngay. Lộ Tiểu Lộ trong khi làm việc đã thấy ảnh của Bạch Lam được đặt trên bảng triển lãm ở hội chợ thương mại. Trong cơn xúc động, cậu lao đến giật tấm bảng. Khi quay người lại, cậu vô tình va phải một khách nữ, người này lập tức la mắng cậu. Sau khi quản lý đến, ông ta yêu cầu Lộ Tiểu Lộ xin lỗi và phải quỳ xuống lau giày cho khách. Lộ Tiểu Lộ đã nhẫn nhịn, nhưng khi anh cúi xuống nhặt tiền boa thì ngẩng lên và thấy Tần Quyên cùng Lý Quang Nam. Lý Quang Nam cảm thán rằng Lộ Tiểu Lộ đã thay đổi và mong cậu trở về. Tuy nhiên, Lộ Tiểu Lộ không muốn và lời lẽ của Lý Quang Nam ngày càng khó nghe, cuối cùng cả hai không vui mà rời đi. Buổi tối, Lộ Tiểu Lộ trở về kể với Bạch Lam rằng nếu biết công việc ở công ty thời trang của cô lại như vậy, cậu sẽ không đồng ý. Bạch Lam tủi thân, kéo rèm lại và không muốn nghe Lộ Tiểu Lộ nói thêm nữa. Ngày hôm sau, Lộ Tiểu Lộ đến gặp đồng nghiệp và nhờ anh ta mua một chiếc máy ảnh với giá 1.000 tệ. Người kia nói rằng anh ta kiếm được nó từ việc chơi mặt trực mà có được và Lộ Tiểu Lộ muốn mua máy ảnh này để làm quà sinh nhật cho Bạch Lam. Trong khi đó, Bạch Lam được sếp dẫn đến gặp một ông chủ họ Hoàng, người này muốn mời Bạch Lam làm người mẫu trang sức. Tuy nhiên, Bạch Lam từ chối vì bạn trai cô không thích cô làm người mẫu. Sau đó, cô đến quán Con Đường Xanh đợi Lộ Tiểu Lộ. Cuối cùng, cả hai cùng nhau trở về nhà ăn tối và Lộ Tiểu Lộ tặng máy ảnh cho Bạch Lam. Cậu giải thích rằng không phải mình ghét nghề đó, mà chỉ không muốn Bạch Lam vất vả quá. Hai người hứa với nhau rằng sau này một người sẽ chụp ảnh, còn người kia làm người mẫu. Lộ Tiểu Lộ tiếp tục đi làm, nhưng cảnh sát đến tìm cậu vì vấn đề ăn trộm máy ảnh. Cậu giải thích rằng mình đã mua máy ảnh từ đồng nghiệp nhưng lại không có bằng chứng và đồng nghiệp đó đã biến mất. Bạch Lam cũng gặp rắc rối khi ông chủ Hoàng đến trường cô để giảng bài và công khai hỏi cô về việc máy ảnh bị đánh cắp. Sau buổi giảng, Bạch Lam mong ông Hoàng bỏ qua cho bạn trai mình, nhưng ông từ chối. Cô đề nghị nhận tội rằng chính cô là người xúi bạn trai ăn trộm, nhưng ông Hoàng yêu cầu cô suy nghĩ kỹ hơn. Tối đó, Lộ Tiểu Lộ về nhà và Bạch Lam múc mì cho cô. Nhưng Lộ Tiểu Lộ chất vấn Bạch Lam tại sao lại chịu tội thay mình, liệu có phải vì Bạch Lam không tin tưởng cậu hay không? Bạch Lam nói rằng cô không muốn cãi nhau, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Chẳng bao lâu sau, trường học ra quyết định đuổi học Bạch Lam. Sau khi tạm biệt bạn cùng phòng, cô trở về nhà, nhưng phát hiện rằng Lộ Tiểu Lộ đã để lại một bức thư và rời đi. Lộ Tiểu Lộ quay về, nhưng không liên lạc với ai. Tần Quyên và Lý Quang Nam lo lắng cho cậu nên tìm đến tàu của Lộ Đại Giang. Tuy nhiên, họ chỉ thấy một đống vỏ chai rượu nằm rải rác, còn người thì hoàn toàn không có mặt. Bên phía Lão Ngưu Bì nghe tin Lộ Tiểu Lộ đã về được 6, 7 ngày mà vẫn chưa đến xưởng báo cáo, liền nổi giận. Trương Cước nói rằng không ai có thể tìm thấy cậu ấy. Đúng lúc đó, Ngưu Tiểu Anh đến tìm Lộ Tiểu Lộ trong lo lắng, báo rằng mẹ Lộ Tiểu Lộ đã nhập viện và cả nhà đang tìm cậu ấy. Tần Quyên và Lý Quang Nam vẫn lo lắng, nhưng không rõ chuyện gì đã xảy ra với Lộ Tiểu Lộ. Cuối cùng, Trương Cước tình cờ gặp cậu trên đường và phát hiện Lộ Tiểu Lộ đang say xỉn ở một góc phố. Lý Quang Nam thông báo cho cậu rằng mẹ cậu đã nhập viện, khiến Lộ Tiểu Lộ sững sờ. Bác sĩ giải thích với cha của Lộ Tiểu Lộ về tình trạng bệnh của vợ mình và nói rằng cần phải phẫu thuật để giải quyết, nhưng cuộc phẫu thuật này có rủi ro. Vấn đề chi phí cũng không hề nhỏ vì cần mời bác sĩ từ thành phố đến. Nghe xong, mẹ Lộ Tiểu Lộ bật khóc nhưng cố gắng kìm nén để không làm gia đình lo lắng. Lộ Tiểu Lộ đến bệnh viện thăm mẹ, nhưng bà lại quan tâm đến tình trạng của con trai. Cậu trấn an mẹ mình rằng cậu không sao, còn động viên bà. Cuối cùng, mẹ Lộ Tiểu Lộ nói rằng bà không muốn làm phẫu thuật, khiến Lộ Tiểu Lộ hốt hoảng. Lộ Tiểu Lộ liền quay lại xưởng tìm thư ký Hồng, hỏi tại sao không chi trả viện phí cho mẹ cậu.
Thư ký Hồng khó xử, nói rằng xưởng thực sự hết tiền. Ông chỉ tay về phía giỏ trái cây, nói rằng ông đã bỏ tiền túi mua để mang đến bệnh viện thăm bà. Lộ Tiểu Lộ nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất bây giờ là chi phí phẫu thuật. Trong lúc nói chuyện, Đinh Đức Trung bước vào và kéo Lộ Tiểu Lộ ra ngoài. Thư ký Hồng đau đầu vì thấy họ tranh cãi, cuối cùng quyết định dẫn Lộ Tiểu Lộ đến bệnh viện thăm mẹ cậu. Lộ Tiểu Lộ bước ra khỏi phòng bệnh, thấy cha mình đang ngồi thẫn thờ, cậu hiểu rằng cha đang lo lắng. Cả hai cùng về nhà, Phát Cầm đưa sổ tiết kiệm của gia đình ra, trong đó có 2.000 tệ, cùng một đống giấy nợ, tổng cộng được 5.000 tệ. Cha Lộ Tiểu Lộ cũng định đi đòi nợ để có đủ chi phí phẫu thuật và thuốc men. Ông nói thêm rằng phía nhà kho không còn cần Lộ Tiểu Lộ nữa. Ông đã phải năn nỉ thư ký Hồng, cuối cùng người đó mới đồng ý chuyển Lộ Tiểu Lộ sang bộ phận bảo vệ. Lộ Tiểu Lộ chỉ gật đầu. Ngày hôm sau, Lộ Tiểu Lộ đến bộ phận bảo vệ nhưng luôn lơ đễnh trong công việc. Cuối cùng, cậu bị kéo đi bắt một con chó hoang đã cắn Đinh Đức Trung. Lộ Tiểu Lộ tìm kiếm suốt một lúc, cuối cùng cũng bắt được và quyết định nuôi nó, đặt tên là Vượng Tài. Khi Như Tiểu Anh biết Lộ Tiểu Lộ đã trở về, cô nhanh chóng đến thăm và muốn nấu ăn cho cậu ấy. Tuy nhiên, Lộ Tiểu Lộ không muốn Tiểu Anh hiểu lầm thêm nữa, nên cuối cùng tiết lộ rằng người trước đây đã đợi cô ấy ăn tối không phải là cậu. Trương Cước quay lại nhóm sửa chữa và thấy Như Tiểu Anh ngồi ở chỗ của mình, hóa ra Tiểu Anh đã biết hết mọi chuyện. Trương Cước cố gắng giải thích, nhưng Tiểu Anh không chấp nhận và cuối cùng cả hai chia tay trong bầu không khí căng thẳng. Lộ Tiểu Lộ phát hiện Vượng Tài bị thương, dẫn nó đến trạm y tế nhưng lại nhớ đến Bạch Lam. Khi cậu tỉnh táo lại, trạm y tế đã bị các công nhân dọn trống vì vấn đề bảo hiểm không được chi trả. Lộ Tiểu Lộ đành phải tìm đến một nơi khác. Khi trở về, cậu gặp Lý Quang Nam. Bầu không khí giữa họ vẫn căng thẳng như mọi khi và cả hai không thể nói chuyện thẳng thắn được. Bạch Lam đã rời khỏi trường học, không còn cách nào khác cô đến tìm người chủ cũ khi làm người mẫu. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong nghề quá khốc liệt và cô không muốn làm việc với ông chủ Hoàng, cuộc sống của Bạch Lam càng thêm khó khăn. Ca phẫu thuật của mẹ Lộ Tiểu Lộ vẫn không thể thực hiện được do vấn đề tiền đặt cọc và 5.000 tệ không đủ chi trả. Biết được điều này, Lộ Tiểu Lộ đã cố gắng hết sức vay mượn nhưng không tìm đến Lý Quang Nam. Cuối cùng, Lý Quang Nam chủ động tìm cậu và Lục Tiểu Lộ nói mình cần 5.000. Lý Quang Nam sững người một lúc rồi đồng ý. Sau khi Tần Quyên biết chuyện, cô hỏi Lý Quang Nam lấy tiền từ đâu. Anh giải thích rằng tất cả đều là chiêu trò của Đinh Đức Trung. Thực ra, Đinh Đức Trung đã giúp anh liên hệ với bọn cho vay nặng lãi và lấy tiền hoa hồng từ đó. Hắn còn rút tiền bảo hiểm từ xưởng, làm sổ sách giả, thậm chí định kéo Lý Quang Nam vào chuyện này. Cuối cùng, ca phẫu thuật của mẹ Lộ Tiểu Lộ đã hoàn tất và nhiều người từ xưởng đến thăm hỏi, ai nấy đều vui mừng. Nhưng Tần Quyên bật khóc, khiến Lộ Tiểu Lộ biết được Lý Quang Nam đang nợ nần bọn cho vay nặng lãi. Lộ Tiểu Lộ lập tức mang theo đồ lao đến tìm Lý Quang Nam và đánh nhau với đám cho vay. Cậu và Lý Quang Nam chiến thắng và một lần nữa chiến đấu như hai người anh em. Trong khi đó, Bạch Lam dọn đồ rời khỏi phòng trọ, xé nát tấm ảnh chụp chung với Lộ Tiểu Lộ. Mẹ của Lộ Tiểu Lộ đã phẫu thuật xong, tinh thần phấn chấn hơn và ngâm nga hát trong phòng bệnh. Lộ Tiểu Lộ đến thăm mẹ, thấy bà như vậy, cậu cũng vui theo. Mẹ Lộ Tiểu Lộ cảm thán rằng lâu rồi Phúc Thành mới có nắng đẹp như thế này. Bà sờ vào tóc của Lộ Tiểu Lộ, thấy tóc con trai dài quá nên muốn cắt tóc cho cậu. Lộ Tiểu Lộ nói rằng sau khi mẹ xuất viện, cậu sẽ để mẹ cắt tóc. Nhưng mẹ cậu quá mong muốn được xuất viện, liền bảo cậu đi làm thủ tục xuất viện cho mình. Lộ Tiểu Lộ không đồng ý, nhưng không thể ngăn được mẹ, đành nhờ đến bố mình. Tuy nhiên, bố cậu cũng đồng ý theo ý mẹ, khiến Lộ Tiểu Lộ không còn cách nào khác, đành thuận theo. Ở Thượng Hải, Bạch Lam cũng gặp không ít khó khăn, vẫn ăn bánh bao chiên như trước, nhưng bây giờ cô đang bận rộn tìm việc làm. Cô lại đi xin việc, lần này cô nghĩ đến việc làm việc trên tàu, muốn dành thời gian lênh đênh trên biển. Tuy nhiên, quản lý nói rằng trên tàu toàn là nam giới, một cô gái lên tàu không an toàn. Nói xong, ông quay lại với công việc của mình. Bạch Lam không từ bỏ, quản lý phát hiện tiếng Anh của Bạch Lam cũng khá tốt nên mời cô làm phiên dịch cho công ty. Nếu làm tốt, cô sẽ có cơ hội ra khơi học hỏi, nhưng thử việc một tháng thì không có lương. Bạch Lam thương lượng giảm xuống còn nửa tháng, cuối cùng hai bên cùng đồng ý, mẹ của Lộ Tiểu Lộ trở về nhà, tinh thần rất phấn chấn và bắt đầu thử làm một số việc. Tuy nhiên, do vừa phẫu thuật xong, sức khỏe chưa hồi phục nên bà vô tình bị ngã. Như Tiểu Anh và Lộ Tiểu Lộ cùng trở về, cả hai vội vã đến đỡ mẹ cậu. Dù vậy, bà vẫn nói rằng mình không sao và muốn tự làm mọi thứ. Sau đó, mẹ Lộ Tiểu Lộ bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu. Như Tiểu Anh nhận ra điều gì đó, vội vàng giải thích rằng cô và Lộ Tiểu Lộ không phải kiểu quan hệ như vậy, còn nói rằng cô luôn coi cậu như em trai. Lộ Tiểu Lộ cũng nhanh chóng phối hợp gọi Như Tiểu Anh là chị gái. Mẹ Lộ Tiểu Lộ cũng không nói thêm gì nữa, Bạch Lam làm việc rất thuần thục. Trước những vấn đề khiến công ty đau đầu, trí thông minh và sự sáng suốt của cô nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết. Quản lý nghe xong rất hài lòng với giải pháp của Bạch Lam, còn quyết định giao những nhiệm vụ quan trọng cho cô. Tuy nhiên, sự thành công của Bạch Lam cũng gây ra sự ghen tị từ đồng nghiệp, khiến mọi người bắt đầu bàn tán về cô. Ở Phúc Thành, sau khi Như Tiểu Anh và Lộ Tiểu Lộ nói rõ ràng với nhau, cô bắt đầu đi xem mắt. Trương Cước nghe tin thì lo lắng, vội vã đi theo và luôn nép trong bóng tối quan sát. Khi thấy đối phương liên tục chê bai Như Tiểu Anh, Trương Cước không kìm được nữa, xông lên mắng cho anh ta một trận rồi đánh nhau. Trên đường về, Như Tiểu Anh trách Trương Cước, anh xúc động bày tỏ tình cảm của mình. Như Tiểu Anh bối rối, nhưng ngay khi quay lưng lại, cô không kìm được mà nở nụ cười. Bạch Lam vừa mới thuận lợi được vài ngày, không ngờ lại có người tố cáo cô với quản lý rằng cô từng bị đuổi học.
quản lý ngầm ám chỉ rằng công ty không thể chấp nhận chuyện này nên Bạch Lam lại bị sa thải. Có người trong công ty còn mở vali của cô ra và phơi bày mọi chuyện không hay ho. Bạch Lam buồn bã, cô gái cạnh tranh với cô cũng đến giễu cợt cô. Bệnh của mẹ Lộ Tiểu Lộ tái phát, cậu lo lắng gọi điện cho người trong nhà máy, hy vọng có xe đưa mẹ đến bệnh viện. Nhưng Ninh Đức Trung gây rối bên trong, khiến khi Lộ Tiểu Lộ khó khăn lắm mới đưa được mẹ đến bệnh viện thì mọi chuyện đã quá muộn, mẹ cậu vẫn qua đời. Vì đơn tố cáo của Lý Quang Nam, Ninh Đức Trung cũng phải trả giá, cảnh sát đến nhà và đưa ông ta đi. Lộ Tiểu Lộ và bố rất đau buồn trước sự ra đi của mẹ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục và còn phải sống thật tốt. Trương Cước chuẩn bị ra ngoài để thực hiện giấc mơ tổ chức buổi hòa nhạc. Như Tiểu Anh biết tin liền đến tiễn, Lý Quang Nam trêu rằng giờ chỉ còn Lộ Tiểu Lộ là độc thân. Cậu liền đáp rằng mình sẽ tập trung vào sự nghiệp. Năm 2002, trong bối cảnh đất nước không ngừng phát triển, công việc kinh doanh của Lộ Tiểu Lộ cũng đã mở rộng đến Thượng Hải. Trong thang máy, cậu vô tình lướt qua Bạch Lam. Khi nhận ra cô, cậu vội đuổi theo, nhưng Bạch Lam đã đi xa. Khi cố gắng theo kịp, Lộ Tiểu Lộ nhìn thấy cô đang đi cùng một người đàn ông và một đứa trẻ, cậu đành dừng lại. Hôm sau là ngày cưới của Lý Quang Nam, Lộ Tiểu Lộ vừa hay về kịp vào đêm trước và còn đặc biệt mang giày cưới từ Bắc Kinh về cho Tần Quyên. Lý Quang Nam nói rằng đây là đêm độc thân cuối cùng của anh ta. Thế là mấy anh em quyết định ăn mừng, cuối cùng chỉ còn Lý Quang Nam và Lộ Tiểu Lộ ngồi uống rượu trên vỉa hè. Trong hơi men, Lý Quang Nam nói rất nhiều lời cảm ơn đến Lộ Tiểu Lộ. Cậu hiểu rằng nếu không có Lý Quang Nam, công việc kinh doanh của mình cũng không thể thành công như bây giờ. Lý Quang Nam cười, cả hai đều cảm thán rằng tình bạn này thật đáng quý. Lộ Tiểu Lộ vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Lý Quang Nam hỏi cậu có phải vẫn còn nghĩ đến Bạch Lam không? Lộ Tiểu Lộ thành thật nói rằng cậu đã gặp Bạch Lam ở Thượng Hải cách đây không lâu, cô vẫn mặc chiếc váy trắng như lần đầu họ gặp nhau. Nhưng Lộ Tiểu Lộ cũng chia sẻ rằng cậu đã thấy Bạch Lam đi cùng chồng và con, giọng đầy tiếc nuối. Cậu nói rằng nếu có cơ hội gặp lại cô, cậu nhất định sẽ nói ba chữ. Lý Quang Nam trêu rằng đó là anh yêu em, nhưng Lộ Tiểu Lộ đáp lại rằng như vậy là quá tầm thường. Bỗng nhiên, Lý Quang Nam nhớ ra rằng giày cưới vẫn chưa được gửi đến chỗ Tần Quyên, nên cả hai vội vàng đi đưa giày. Khi Lý Quang Nam và Lộ Tiểu Lộ vội vã đến nơi, Như Tiểu Anh đã chặn cửa không cho Lý Quang Nam vào, nói rằng trước khi cưới chú rể và cô dâu không được gặp nhau. Không còn cách nào khác, Lộ Tiểu Lộ đề nghị mình vào giao giày. Nhưng khi bước vào, cậu lại phát hiện Bạch Lam cũng ở đó. Hoảng hốt, Lộ Tiểu Lộ đặt giày xuống rồi nhanh chóng rời đi. Ra ngoài, cậu hỏi Lý Quang Nam rằng anh có biết chuyện này không? Lý Quang Nam lúc này mới nhận ra là Tần Quyên đã mời Bạch Lam đến. Anh vẫn khuyên Lộ Tiểu Lộ nên buông bỏ, nhưng cậu nói rằng mình chỉ muốn chân thành nói lời xin lỗi. Sáng hôm sau, khi đón dâu, Lộ Tiểu Lộ luôn tìm kiếm Bạch Lam, nhưng chỉ nghe người ta nói rằng cô bận việc và sẽ đến thẳng khách sạn, Lộ Tiểu Lộ đành lên xe đi trước. Trên đường, cậu trò chuyện với các anh em về tình hình gia đình Lý Quang Nam, tiện thể đề cập đến chuyện gì của Tần Quyên không muốn đến dự đám cưới. Lộ Tiểu Lộ chợt nghĩ ra điều gì đó và nhanh chóng bảo mọi người dừng xe lại. Sau đó, cậu mang đồ đến nhà dì của Tần Quyên và bất ngờ phát hiện Bạch Lam đang thuyết phục bà bên trong. Thấy vậy, Lộ Tiểu Lộ bước vào và phối hợp với Bạch Lam nhắm đến việc khiến dì của Tần Quyên xúc động. Sau khi nói xong, họ vừa chuẩn bị rời đi, nhưng dì của Tần Quyên đã chủ động gọi họ lại. Nhờ vậy, trong lễ cưới, Tần Quyên cuối cùng cũng có mặt dì mình, khiến đám cưới của cô trở nên trọn vẹn. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, nhưng Bạch Lam và Lộ Tiểu Lộ vẫn không nói chuyện nhiều. Bạch Lam nói rằng sau khi mọi việc xong xuôi, cô sẽ rời đi. Lộ Tiểu Lộ còn định nói gì đó nhưng lại bị người khác gọi đi. Bạch Lam trò chuyện với bố của Lộ Tiểu Lộ mới biết mẹ cậu đã qua đời. Tối đó, mọi người tụ tập ở nhà Lý Quang Nam để tổ chức lễ rước dâu. Bạch Lam đến muộn nên không có chỗ, cuối cùng đành đứng sau rèm cùng Lộ Tiểu Lộ. Sau khi buổi lễ kết thúc, Bạch Lam là người rời đi trước, Lộ Tiểu Lộ nhận ra và vội vã đuổi theo. Đến bến tàu thì không thấy ai, cậu rất buồn. Không ngờ Bạch Lam đứng phía sau gọi tên cậu và hai người bắt đầu trò chuyện. Lộ Tiểu Lộ quan tâm hỏi han cuộc sống của Bạch Lam suốt những năm qua, còn Bạch Lam thì hỏi thăm về gia đình cậu và chuyện của Lộ Đại Giang. Lộ Đại Giang đã được thả nhưng không muốn ở lại Phúc Thành, anh quyết định ra ngoài trải nghiệm và sẽ quay về sau vài năm nữa. Lộ Tiểu Lộ tin rằng Lộ Đại Giang sẽ vui khi thấy cậu thành công như hiện tại. Cuối cùng, Lộ Tiểu Lộ đã xin lỗi Bạch Lam như mong muốn. Sau nhiều năm gặp lại, họ lại chẳng có nhiều chuyện để nói. Sau vài câu trao đổi, Bạch Lam chuẩn bị lên phà, còn Lộ Tiểu Lộ đứng nguyên tại chỗ nhìn theo, không níu kéo, cũng không thể níu kéo. Bạch Lam trở về Thượng Hải, ông chủ hỏi tại sao cô không nói với mình một tiếng rồi mới về Phúc Thành. Bạch Lam thẳng thắn trả lời rằng bao năm nay cô luôn làm thêm giờ, nên việc sắp xếp nghỉ một chút cũng không phải vấn đề lớn. Ông chủ cũng không phàn nàn gì. Sau đó, Bạch Lam nhận một cuộc gọi công việc. Kết thúc cuộc gọi, người đối diện hỏi cô có phải đã lại nộp đơn lên chi nhánh để xin chức tổng giám đốc. Bạch Lam trả lời rằng mấy năm trước công ty luôn tìm lý do để từ chối cô, nhưng năm nay cô đã có 3 dự án lớn, nên muốn xem liệu cấp trên còn lý do nào để từ chối mình nữa. Bạch Lam thực sự không muốn tiếp tục ở lại vị trí hiện tại nữa. Lộ Tiểu Lộ đến đón Lộ Đại Giang. Trên đường, cậu kể với anh về những thay đổi ở Phúc Thành trong những năm qua, sau đó muốn dẫn Lộ Đại Giang đến khách sạn của Đào Tỷ để khoe thành quả. Lộ Tiểu Lộ để anh ngồi đợi ở cửa trong lúc đi đỗ xe. Nhưng khi cậu quay lại, Lộ Đại Giang đã biến mất. Đào Tỷ tự hỏi liệu Lộ Đại Giang có phải không muốn gặp mình. Lộ Tiểu Lộ không nói gì mà vội vã đi tìm. Cuối cùng, cậu thấy Lộ Đại Giang ngồi bên đường. Lộ Tiểu Lộ nói rằng nếu không muốn gặp thì cứ để lúc khác. Sau đó,
cả hai cùng đi đến nhà thuyền và uống rượu. Họ dần trò chuyện về chuyện tình cảm, cả hai anh em đều có những khúc mắc riêng, trong lòng mỗi người đều có một người mà không thể ở bên cạnh. Đơn xin làm tổng giám đốc của Bạch Lam quả nhiên lại bị bác bỏ. Cô tức giận xông vào văn phòng tìm ông chủ Hoàng. Bao năm nay cô luôn gọi ông là sư phụ, mặc dù ông Hoàng nói rằng đây là quyết định của hội đồng quản trị, nhưng thực chất ông chỉ muốn giữ cô bên cạnh. Bạch Lam nổi giận, nói xong định rời đi thì ông chủ Hoàng nhắc nhở cô đừng quên cảnh cô đã cầu xin mình cho cơ hội trong những lúc khó khăn nhất. Bạch Lam không thể làm gì khác ngoài việc nuốt cục tức xuống. Công ty nhận được một dự án thực phẩm từ Ý, giờ cần chọn một nơi để xây dựng nhà máy gia công cho thương hiệu Ý này. Mỗi người đều có ý tưởng riêng, nhưng Bạch Lam nghĩ đến nhà máy thực phẩm ở Phúc Thành. Cô nói thẳng rằng trong những năm qua, nhà máy thực phẩm đã nhiều lần cải tổ nhưng không thành công, đang ở trạng thái suy thoái. Hiện tại, nếu tham gia vào thị trường có thể mua lại với giá rất tốt. Hơn nữa, phong cảnh ở Phúc Thành cũng rất đẹp, người Ý có thể thích nơi này. Cuối cùng, mọi người đã bị thuyết phục. Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam vẫn cất giữ đồ uống lạnh trong kho lạnh của nhà máy thực phẩm. Công việc kinh doanh của hai người rất phát đạt, có rất nhiều thứ được lưu trữ trong kho. Nhiều công nhân qua lại nhìn thấy đều ghen tị. Lão Ngưu cũng nhắc nhở hai người nên tiết chế một chút. Hai người đáp lại đã hiểu và chuẩn bị lái xe rời đi thì thấy một chiếc BMW kép chạy vào. Lộ Tiểu Lộ dường như nhìn thấy Bạch Lam ngồi trong xe nhưng không chắc chắn. Thực tế, Bạch Lam thực sự đã đến vào lần này là để mua lại nhà máy thực phẩm, bao gồm cả kho lạnh. Sau khi đơn giản tìm hiểu tình hình qua Tần Quyên, Bạch Lam đến gặp Lộ Tiểu Lộ để bàn về kho lạnh. Cậu đã chuẩn bị trà sữa tự làm cho cô, nhưng Bạch Lam ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói đến tiền. Lộ Tiểu Lộ không thích cách hành xử này của Bạch Lam, khiến cả hai khó tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng, Bạch Lam yêu cầu Lộ Tiểu Lộ nhanh chóng dọn kho lạnh. Lộ Tiểu Lộ và Lộ Đại Giang cùng ăn cơm, nhưng Lộ Tiểu Lộ tâm tình không tốt. Đào Tỷ cũng tìm đến, thấy vậy Lộ Đại Giang lẩn tránh, còn Lộ Tiểu Lộ chỉ đứng nhìn Đào Tỷ một mình hét lên giận dữ, tố cáo Lộ Đại Giang không dám gặp mình. Hai anh em đều đau khổ vì tình yêu, không ai tìm được cách giải quyết vấn đề này. Buổi tối, Bạch Lam ở lại trong nhà máy. Nhìn quanh cảnh nhà máy, cô nhớ đến lời sư phụ hứa rằng nếu cô làm tốt việc này, cô có thể tự mở một doanh nghiệp riêng. Bạch Lam thực sự quá khao khát sự tự do. Ngay sau đó, trong cuộc họp lớn tại nhà máy, họ thông báo về việc nhà máy sắp bị mua lại. Mọi người đang chào đón Bạch Lam, không ngờ rằng bí thư Bì năm xưa, nay là phó thị trưởng Bì cũng đến. Bạch Lam vẫn phải giữ thái độ bình thản bề ngoài, còn phó thị trưởng Bì thì tỏ ra sẵn lòng hợp tác. Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam ngồi tính toán lãi lỗ của tháng này. Lý Quang Nam nói rằng không thể nhường lại kho lạnh, nhưng Lộ Tiểu Lộ bắt đầu tính toán xem chi phí xây một kho lạnh mới ở thành phố sẽ tốn bao nhiêu. Không ngờ rằng, trước khi mọi chuyện được thảo luận xong, khu vực kho lạnh đã trở nên náo loạn. Công nhân ồn ào đòi chuyển hàng trong kho lạnh đi, Ngư Tiểu Anh cố gắng bảo vệ nhưng tình hình dần trở nên hỗn loạn. Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam nhanh chóng đến hiện trường, nơi này trở nên cực kỳ hỗn loạn và Lộ Tiểu Lộ vô tình bị thương. Khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Bạch Lam. Bạch Lam đưa Lộ Tiểu Lộ đến phòng y tế, nhưng phòng y tế không có đủ dụng cụ, cô đành đưa cho cậu một túi đá để chườm lên vết thương trên mặt. Lộ Tiểu Lộ giải thích rằng chuyện kho lạnh không còn là việc của riêng cậu nữa. Lý Quang Nam và Tần Quyên vừa mới kết hôn, còn phải trả tiền vay mua nhà. Ngưu Tiểu Anh và Trường Cước cũng không có cuộc sống dễ dàng. Kho lạnh không phải thứ mà cậu có thể muốn nhường là nhường được. Lộ Tiểu Lộ nói rằng dù muốn giúp Bạch Lam, cậu cũng không thể không nghĩ đến cảm nhận của các anh em. Bạch Lam thừa nhận rằng họ đã vất vả trong nhiều năm qua, nhưng bản thân cô cũng đâu phải không như vậy. Lộ Tiểu Lộ nhắc đến tình cảm giữa họ ngày xưa, nhưng Bạch Lam nói rằng cô đã sớm quên những chuyện xảy ra ở Phúc Thành năm đó. Nghe xong, Lộ Tiểu Lộ hoàn toàn đau lòng và rời đi. Lộ Tiểu Lộ trò chuyện với Lý Quang Nam về chuyện này, nhưng Tần Quyên không đồng ý với họ. Cô thẳng thắn nói rằng người thất hứa trước tiên chính là Lộ Tiểu Lộ. Cậu đã trở về Phúc Thành, có gia đình và công việc, trong khi Bạch Lam chỉ có một mình ở Thượng Hải. Cô không thể học cao học, không tìm được việc làm, tất cả đều phải gánh vác một mình. Lộ Tiểu Lộ rất sốc khi nghe những điều này, cậu luôn nghĩ rằng Bạch Lam vẫn đang học cao học ở Thượng Hải. Tần Quyên sau đó lấy ra những bức thư qua lại giữa cô và Bạch Lam trong nhiều năm qua. Lộ Tiểu Lộ lần đầu tiên trực tiếp thấy được sự vất vả của Bạch Lam, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác xót xa không nói thành lời. Các công nhân trong nhà máy đang bàn kế hoạch chống lại Bạch Lam. Lão Ngưu khăng khăng rằng đấu tranh không chỉ dựa vào vũ khí, nhưng một số công nhân trẻ lại không đồng ý với quan điểm của ông. Họ nghĩ rằng phải dạy cho Bạch Lam một bài học. Buổi tối, Lộ Tiểu Lộ ngồi trong xe, đeo kính nhìn về hướng nhà máy thực phẩm. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng kêu của Bạch Lam. Khi cậu chạy đến, Bạch Lam đã ngã ngồi dưới đất. Lộ Tiểu Lộ vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bạch Lam nói rằng cô chỉ bị ngã. Sau đó, cô nhanh chóng báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, Bạch Lam giải thích toàn bộ sự việc, nói rằng khi vừa bước vào, cô thấy máu heo nên bị giật mình. Cảnh sát đang định điều tra thì Lão Ngưu bất ngờ xuất hiện, chủ động nhận trách nhiệm, nói rằng chính ông đã làm việc đó. Bạch Lam biết Lão Ngưu sẽ không làm việc như vậy, nhưng nhận ra rằng ông đang bảo vệ những người mình muốn bảo vệ, nên cô quyết định rút đơn kiện, không điều tra thêm nữa. Sau đó, Bạch Lam chia sẻ suy nghĩ của mình với Lão Ngưu, nói rằng cô hiểu ý ông, nhưng công việc của cô vẫn phải tiếp tục. Lộ Tiểu Lộ đưa Bạch Lam trở lại nhà thuyền. Lộ Đại Giang thấy vậy liền rời đi, đi làm công việc dọn dẹp mà ủy ban phường phân cho anh. Trong nhà thuyền, Bạch Lam nhìn thấy nhiều thứ quen thuộc. Lộ Tiểu Lộ nói rằng cậu không nỡ vứt đi, nhưng Bạch Lam lại nói có những thứ nên bỏ mà không bỏ chỉ làm phiền lòng cả mình và người khác. Sau đó,
Bạch Lam nhận cuộc gọi từ sư phụ, ông nói rằng sáng hôm sau sẽ đến Phúc Thành và đưa cô đi gặp một người quan trọng. Bạch Lam không ngăn được nên đành đồng ý. Về phía Lộ Đại Giang, anh Hào Hiệp giúp một phụ nữ đang cãi nhau với chồng, kết quả là bị người đàn ông kia đánh. Lộ Đại Giang giờ đã không còn khí thế như xưa, nhưng thật bất ngờ, không lâu sau người đàn ông quay lại xin lỗi. Hóa ra đây là nhờ công của Đào Tỷ, điều mà Lộ Đại Giang hoàn toàn không hay biết. Lão Ngưu và Ngưu Tiểu Anh đang ăn cơm cùng nhau, họ bàn luận về chuyện ở nhà máy. Ngưu Tiểu Anh nói rằng cha cô sẽ nghỉ hưu vào năm sau, nên ông không cần quá nóng nảy. Cô cũng nói rằng mình sẽ chăm chỉ kiếm tiền để lo cho ông khi về già. Lão Ngưu đang trêu Ngưu Tiểu Anh về việc cô gửi hết tiền cho Trường Cước, thì không ngờ Trường Cước lại trở về. Anh còn mang quà cho Lão Ngưu, khiến Lão Ngưu miệng thì chê nhưng trong lòng vẫn rất vui. Buổi tối, Trường Cước và Ngưu Tiểu Anh hẹn Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam đến nhà hàng ăn cơm. Trong khi đó, Bạch Lam đi cùng sư phụ cũng đến nhà hàng, mà đó lại chính là nhà hàng của Đào Tỷ. Sư phụ nói sẽ giới thiệu Bạch Lam với một nhân vật lớn, và người đó không ai khác chính là Phó Thị trưởng Bì. Bạch Lam cố kìm nén sự khó xử và nâng ly uống rượu. Trong lúc vào nhà vệ sinh, cô lại tình cờ gặp Lộ Tiểu Lộ. Lúc này, ông chủ Hoàng và Phó Thị trưởng Bì đang bàn bạc về việc chuyển đổi nhà máy thực phẩm thành dự án bất động sản sau khi mua lại. Thấy Bạch Lam mãi không quay lại, ông chủ Hoàng đi tìm và bắt gặp cô cùng Lộ Tiểu Lộ. Bạch Lam giới thiệu Lộ Tiểu Lộ là bạn của cô ở Phúc Thành, hai người chào nhau xong thì tách ra. Bạch Lam trở lại phòng riêng, lúc này cô đã khá say, vẫn kéo Phó Thị trưởng Bì uống cùng. Phó Thị trưởng Bì cũng ngạc nhiên nhưng vẫn uống cùng cô. Thậm chí ông chủ Hoàng cũng không thể nhìn tiếp, vội vàng bảo vệ Bạch Lam. Phó Thị trưởng Bì trực tiếp nói ông chủ Hoàng rất có tầm nhìn, sau đó cùng nhau nâng ly rồi chúc hai người hạnh phúc. Ông chủ Hoàng quay lưng đi an ủi Bạch Lam. Buổi gặp mặt của Lộ Tiểu Lộ và Trường Cước đã kết thúc, Lý Quang Nam và Tần Quyên đã về trước. Lộ Tiểu Lộ nói mình sẽ ra ngoài hút thuốc và để Trường Cước và Ngưu Tiểu Anh đi trước, khi đi còn nhắc nhở Trường Cước nếu có khó khăn gì cứ tìm mình. Trường Cước gật đầu tỏ ý hiểu, trong khi đi bộ, Ngưu Tiểu Anh dừng lại, quay lại hỏi Trường Cước bao lâu nữa mới thôi lừa dối cô. Trường Cước không hiểu Ngưu Tiểu Anh đang nói gì, nhưng Ngưu Tiểu Anh nói cô đã sớm nhận ra Trường Cước đang giả vờ. Trường Cước đành thú nhận rằng mình không sống tốt như tưởng tượng, ước mơ cũng chưa thành hiện thực, nhưng sợ cô thất vọng nên mới giả vờ như vậy. Ngưu Tiểu Anh ôm Trường Cước an ủi, nói rằng dù khó khăn đến mấy cô cũng không nghĩ đến chuyện bỏ anh. Trường Cước cảm động, nhưng Ngưu Tiểu Anh nhanh chóng buông Trường Cước ra, thẳng thừng nói rằng cô ghét Trường Cước bây giờ. Cô thích Trường Cước là người có ước mơ và theo đuổi nó, chứ không phải là người cố tình làm ra vẻ giàu có. Nói xong, Ngưu Tiểu Anh chạy đi, còn Trường Cước đứng chôn chân tại chỗ, tự trách mình, cũng ghét bản thân mình như thế. Sau khi ông chủ Hoàng đưa Phó Thị trưởng Bì rời đi, Bạch Lam một mình nghỉ ngơi một chút rồi đi ra ngoài. Tại góc phố, Lộ Tiểu Lộ tình cờ gặp Bạch Lam, anh đỡ Bạch Lam trở lại phòng. Bạch Lam đã say khướt, kiêu hãnh khoe với Lộ Tiểu Lộ rằng cô đã khiến Phó Thị trưởng Bì, người muốn cô say, phải say bí tỉ. Lộ Tiểu Lộ thấy thương, trên đường về phòng Bạch Lam không ngừng nói, thẳng thắn nói rằng tất cả những gì cô làm là để không bị người đó khinh thường. Lộ Tiểu Lộ hỏi người đó là ai, Bạch Lam nói đó là Lộ Tiểu Lộ, nói rằng cô chỉ muốn chứng minh mình có thể sống tốt mà không cần anh, rằng Bạch Lam có thể sống tốt mà không cần bất kỳ ai. Lộ Tiểu Lộ đầy sự thương cảm, nói nếu biết Bạch Lam sẽ khó khăn đến thế, anh chắc chắn sẽ không bao giờ rời đi. Bạch Lam không đáp lại, bắt đầu mơ mộng tự mình mở công ty, nói rằng sau này không thể truyền lại khả năng uống rượu của mình, cô muốn truyền lại cho Lộ Tiểu Lộ. Không còn cách nào khác, Lộ Tiểu Lộ đành đi mua rượu, cuối cùng lại mua sữa chua và mật ong. Nhưng khi trở lại, anh thấy ông chủ Hoàng đang đứng trước cửa phòng Bạch Lam, Lộ Tiểu Lộ đứng chôn chân tại chỗ, mãi cho đến khi ông chủ Hoàng vào phòng, anh mới rời đi. Lộ Tiểu Lộ hiểu rằng nhà máy thực phẩm rất quan trọng đối với Bạch Lam, nên quyết định chủ động nhường kho lạnh, vì chuyện này mà anh và Lý Quang Nam đã cãi nhau to. Bên phía Bạch Lam, ông chủ Hoàng bắt đầu can thiệp vào nhà máy thực phẩm, ngay lập tức muốn sa thải một số công nhân, có cả sư phụ Ngưu. Bạch Lam không đồng ý, Bạch Lam kiên quyết muốn cứu vãn nhà máy thực phẩm. Lão Ngưu và bác sĩ Tiền tìm Bạch Lam nói chuyện về nhà máy thực phẩm, Bạch Lam chân thành trình bày tất cả, khẳng định mục tiêu của cô là cứu vãn nhà máy. Cuối cùng, cô cũng giành được niềm tin của sư phụ Ngưu và có được sự tín nhiệm nhất định từ phía công nhân. Lộ Tiểu Lộ nói đó là điều tốt. Sư phụ Ngưu bắt đầu khích lệ công nhân chuẩn bị tái hoạt động, mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng tích cực. Sư phụ Ngưu dẫn người vào kho lạnh sửa chữa để chuẩn bị khởi động lại, nhưng người kia quên mang dụng cụ. Sư phụ Ngưu đã trách mắng vài câu rồi bảo người đó đi lấy, sau đó quay lại tiếp tục công việc. Nhưng không ngờ ông bị đánh, sư phụ Ngưu bị thương ở đầu và phải nhập viện. Khi tỉnh dậy, được hỏi có nhìn thấy mặt của đối phương không, ông trả lời là không, thậm chí còn không thấy bóng người. Ngưu Tiểu An ngầm đổ lỗi cho Bạch Lam về sự việc này. Tuy nhiên, Bạch Lam cũng rất lo lắng về sự việc này và việc làm rõ danh tính của đối phương là rất quan trọng. Bạch Lam và Tần Kiện đến phòng bảo vệ để xem camera giám sát, nhưng phát hiện hầu hết camera trong nhà máy đều hỏng, chỉ có một camera còn hoạt động ghi lại được hình ảnh của một người lạ. Ngay cả những người đã làm ở phòng bảo vệ hàng chục năm cũng không nhận ra, rõ ràng đó không phải là người trong nhà máy. Nhân viên bảo vệ yêu cầu Bạch Lam nhớ lại xem có nhận ra điều gì không. Bạch Lam quay lại kho lạnh nơi xảy ra sự việc để kiểm tra, không ngờ Lộ Tiểu Lộ cũng đang ở đây. Cả hai đang phân tích dấu vết trên mặt đất thì ai đó đã khóa cửa bên ngoài, hóa ra là Ngưu Tiểu An muốn trừng phạt kẻ đã làm bố cô bị thương. Khi Ngưu Tiểu An nghe thấy tiếng Lộ Tiểu Lộ bên trong thì do dự một chút nhưng cuối cùng cũng rời đi. Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam phân tích dấu giày trên mặt đất,
Bạch Lam biết Lộ Tiểu Lộ vẫn nghi ngờ Hoàng Thanh, nhưng Bạch Lam nói sẽ không phải, bởi khi Bạch Lam khó khăn nhất là Hoàng Thanh đã giúp cô, Bạch Lam không muốn nghi ngờ anh ấy. Lộ Tiểu Lộ không nói gì thêm, lúc này Tần Kiện và Lý Quang Nam kịp thời đến và giải thoát hai người ra. Bạch Lam ra ngoài sau đó đã đi luôn, Lộ Tiểu Lộ tối hôm đó kéo Lý Quang Nam đi chạy bộ trên phố. Lý Quang Nam biết Lộ Tiểu Lộ vẫn còn mang nặng nỗi đau tình cảm, trong lòng nghĩ rằng có thể hai người tái hợp. Nhưng không ngờ Lộ Tiểu Lộ lại nói rằng lý do bản thân trong 5 năm qua chưa bao giờ buông bỏ được Bạch Lam, mọi chuyện chỉ vì ngày đó anh ra đi không một lời từ biệt. Anh luôn cảm thấy có lỗi, nhưng giờ đây nhìn thấy Bạch Lam sống tốt, bên cạnh có người đồng hành và chăm sóc, nên trong lòng anh cũng không còn tiếc nuối, thẳng thắn nói rằng mình đã sẵn sàng buông bỏ. Lý Quang Nam đầy nghi vấn nhìn anh, Lộ Tiểu Lộ liên tục gật đầu, Lý Quang Nam đành phải thở dài và kéo Lộ Tiểu Lộ về nhà. Ở phía Bạch Lam, ông chủ Hoàng đến tìm cô, hỏi Lộ Tiểu Lộ có phải là bạn trai cũ của cô không. Bạch Lam thừa nhận, nhưng phủ nhận rằng anh ấy sẽ ảnh hưởng đến quyết định của mình và từ chối đi nghỉ mát. Thấy Bạch Lam kiên quyết, ông chủ Hoàng đề nghị Bạch Lam dẫn mình đi chơi, Bạch Lam đưa anh ấy đi xem phim. Nhưng trong đầu Bạch Lam toàn là hình ảnh ngày xưa cùng Lộ Tiểu Lộ tán gẫu về tương lai trong rạp phim, nghĩ mãi mà lệ rơi. Ông chủ Hoàng nhìn thấy tất cả, trong lòng cũng đoán ra điều gì đó. Về phía Bạch Lam, cô thắc mắc tại sao người Ý nói hủy hợp đồng là hủy, trong khi trước đó cuộc nói chuyện rất tốt. Ông chủ Hoàng lại rất bình tĩnh, nói rằng đối tác muốn kênh phân phối mà Phúc Thành không thể cung cấp, Bạch Lam cũng không thể. Ông còn nói rằng ngày mai đối tác sẽ rời Phúc Thành và sẽ không bao giờ trở lại, nói Bạch Lam không còn cơ hội nữa. Bạch Lam hoảng sợ, thẳng thắn nói nếu thế thì nhà máy không thể khởi động lại. Ông chủ Hoàng lại bảo thì cứ để nhà máy đóng cửa, sau đó nói về việc chuyển nhà máy thành bất động sản. Bạch Lam tức giận vì ông chủ Hoàng luôn giấu giếm mình, lặng lẽ nhìn mình tức giận và lo lắng. Bạch Lam không đồng ý, kiên trì muốn cố gắng thêm lần nữa, yêu cầu thời gian 1 tháng, nhưng ông chủ Hoàng chỉ cho cô 5 ngày. Tối hôm đó, Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam cùng vài người đi ăn tối. Nhân cơ hội này, Ngưu Tiểu Anh đã xin lỗi vì đã khóa Bạch Lam và Lộ Tiểu Lộ trong kho lạnh. Tần Quyên nhắc đến việc Bạch Lam cược với ông chủ Hoàng về kênh phân phối. Tại bàn ăn, Lộ Tiểu Lộ tỏ ra hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó. Sau bữa ăn, anh đã tìm đến Bạch Lam và chủ động đề nghị hợp tác đổi cổ phần với nhà máy thực phẩm. Bạch Lam không muốn Lộ Tiểu Lộ bị lôi kéo vào vụ này bởi rủi ro quá lớn và cô không chắc sẽ thành công. Lộ Tiểu Lộ bây giờ đã có tất cả, không cần phải mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên, Lộ Tiểu Lộ khẳng định mình làm việc này vì bản thân mình và khi Bạch Lam hỏi Lý Quang Nam có đồng ý không, Lộ Tiểu Lộ mỉm cười nói rằng Lý Quang Nam chắc chắn sẽ hoàn thành. Khi trở về, Lộ Tiểu Lộ đã rút hết tiền tiết kiệm trong công ty để phân chia cho hai nhà, tuyên bố anh muốn hợp tác đổi cổ phần và không muốn liên lụy đến họ. Lý Quang Nam tức giận yêu cầu Lộ Tiểu Lộ phải lựa chọn giữa Bạch Lam và bọn họ. Lộ Tiểu Lộ không nói gì và Lý Quang Nam đã bỏ đi, Ngưu Tiểu Anh cũng rời khỏi. Trân Cước thì suốt buổi tối không nói gì, nhưng cuối cùng đã đứng về phía Lộ Tiểu Lộ và bày tỏ sự thông cảm, hứa sẽ khuyên Ngưu Tiểu Anh khi trở về. Ngày hôm sau, Lộ Tiểu Lộ đến văn phòng Bạch Lam để thảo luận về hợp tác. Ông chủ Hoàng tình cờ gặp gỡ và lập tức gọi điện cho người Ý. Khi Bạch Lam và Lộ Tiểu Lộ tìm đến thì người đó đã rời đi, hai người chỉ còn cách tìm kiếm nhà máy gia công thương hiệu mới. Ông chủ Hoàng cũng bắt đầu thảo luận với phó thị trưởng Bí về việc chuyển đổi nhà máy thành bất động sản, hy vọng sớm đạt được thỏa thuận. Phó thị trưởng Bí nhắc nhở ông chủ Hoàng phải kiểm soát tốt Bạch Lam, nếu nhà máy thực phẩm thực sự hồi sinh thì tất cả kế hoạch của họ sẽ đổ bể. Bạch Lam và Lộ Tiểu Lộ vẫn đang đau đầu tìm kiếm nhà máy gia công, nhưng kết quả dường như không mấy khả quan. Cả hai đã ở lại văn phòng suốt một đêm. Khi Lộ Tiểu Lộ mở mắt, Bạch Lam lại bắt đầu lật danh bạ, trong đầu nghĩ rằng chắc chắn vẫn còn người nào đó bị bỏ qua. Lộ Tiểu Lộ đã nắm lấy tay Bạch Lam, bảo cô bình tĩnh lại, rồi đưa cô đi ăn sáng. Địa điểm hai người ăn sáng chính là quán năm xưa Lộ Tiểu Lộ từng giả vờ là bạn trai của Bạch Lam. Hai người đã làm quá nhiều chuyện ấn tượng đến mức ngay cả chủ quán cũng nhận ra họ, còn lấy ra mắm hải sản nhà làm để hai người thưởng thức. Hành động này không khỏi khiến cả hai trở về với quá khứ. Lộ Tiểu Lộ bày tỏ rằng mình lúc đó thật ngốc, nhưng Bạch Lam lại nói ngốc một chút cũng tốt, còn nói rằng lần này trở về cô có cảm giác không muốn đi, cảm giác đó cô cũng không rõ vì sao. Trong cuộc trò chuyện, họ nhắc đến Á Phương, Lộ Tiểu Lộ cho biết sau khi Á Phương rời đi đã đến Quảng Châu kinh doanh, giờ có vẻ làm ăn rất tốt, có lẽ họ nên thử vận may ở Quảng Châu. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, hai người đã lên đường đi Quảng Châu với sự giúp đỡ của Trân Cước và Tần Quyên. Trên đường, họ thay phiên nhau lái xe, cổ vũ lẫn nhau, có vẻ như mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Nhưng điều họ không biết là người của ông chủ Hoàng đã lái xe theo sát phía sau họ. Tại bãi đỗ xe của nhà hàng của chị Đào, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện, đó là Hồ Lão Đại. Hồ Lão Đại tìm cách gây sự, Đào tỷ đề nghị để mọi người bình tĩnh lại, có thể cho anh ta một phòng mà không thu tiền. Nhưng đối phương lại đòi Đào tỷ phải đi cùng anh ta, lời nói ngày càng khó nghe, sắc mặt của Đào tỷ cũng trở nên khó coi. Sau đó, một người đàn ông đã đứng ra bảo vệ chị Đào, đó là Lộ Đại Giang. Lộ Đại Giang yêu cầu Đào tỷ đi trước, còn mình thì đã quyết đấu với Hồ Lão Đại. Đào tỷ vừa bị người ta kéo đi vừa la lên bảo Lộ Đại Giang dừng tay, vì chị thực sự sợ Lộ Đại Giang sẽ gặp chuyện gì đó. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lộ Đại Giang đi một mình, Đào tỷ liên tục theo sau anh hỏi tại sao anh không muốn gặp mình. Lộ Đại Giang dừng lại, bảo Đào tỷ hãy bình tĩnh, chuyện ngày xưa là lỗi của anh, nhưng đã quá lâu rồi, Đào tỷ nên buông bỏ. Sau đó Lộ Đại Giang lại đi, Đào tỷ vội vàng đuổi theo, không may ngã xuống bậc thềm, Lộ Đại Giang vội vàng đến giúp đỡ. Khi Đào tỷ đứng dậy,
mặt đầy nước mắt nhưng vẫn gọi tên Lộ Đại Giang. Lộ Đại Giang đã hôn chị, Đào tỷ đáp lại. Sau nhiều năm, hai người cuối cùng đã thẳng thắn đối mặt. Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam đến Quảng Châu nhưng lại không tìm thấy Á Phương, chỉ đành đợi ở cửa công ty. Bạch Lam buồn vì lãng phí cả ngày, nhưng Lộ Tiểu Lộ lại khuyên Bạch Lam nhìn lên những vì sao, khích lệ Bạch Lam đừng từ bỏ. Cuối cùng họ cũng gặp được Á Phương, chỉ là Á Phương đã đổi tên nên việc tìm kiếm không hề suôn sẻ. Khi hai người đề xuất kế hoạch hợp tác, Á Phương rõ ràng không muốn chấp nhận, thẳng thắn bày tỏ rằng bà đổi tên là để quên đi quá khứ. Thấy vậy, Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam cũng không ép buộc, Lộ Tiểu Lộ chỉ lấy ra một món quà tặng Á Phương, sau đó hai người rời đi, không chần chừ, họ lập tức trở về. Trên đường về, Bạch Lam hỏi món quà Lộ Tiểu Lộ chuẩn bị là gì, anh nói đó là bột trà sữa tự làm, coi như một chút tâm ý. Sau khi trở về, Bạch Lam được gọi đến văn phòng của ông chủ Hoàng. Đối phương hỏi liệu thức ăn ở Quảng Châu có ngon không, Bạch Lam nghĩ rằng chỉ có thân quyến biết chuyện mình đi Quảng Châu, nên đoán ra ông chủ Hoàng đã cử người theo dõi mình. Đối phương còn khuyên Bạch Lam nên dừng lại ngay bây giờ, nhưng Bạch Lam cho biết còn một ngày nữa, mình sẽ không bỏ cuộc và đã rõ ràng từ chối lời đề nghị ngầm của ông chủ Hoàng. Sau đó cô rời đi, vừa ra khỏi cửa đã thấy Lộ Tiểu Lộ và ông chủ Hoàng bên kia cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Lộ Tiểu Lộ đưa Bạch Lam đến khách sạn, chuẩn bị rời đi thì Bạch Lam lại gọi anh lại. Lộ Tiểu Lộ rất vui khi có thể tiếp tục làm việc cùng Bạch Lam, cả hai đều rất vui vẻ. Nhưng không ngờ, trong lúc Bạch Lam quay lưng nghe điện thoại, Lộ Tiểu Lộ đã bị Hồ lão đại lôi đi đánh và do ông chủ Hoàng chỉ đạo. Sáng hôm sau, Bạch Lam thu dọn hành lý rời khách sạn chờ Lộ Tiểu Lộ đến đón mình và cô đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ông chủ Hoàng, bởi gia đình đối tác Ý đã tiết lộ những chuyện mờ ám mà ông chủ Hoàng đã làm trước đó. Bạch Lam không đợi được Lộ Tiểu Lộ gọi điện thì Lộ Đại Giang nghe máy. Khi Bạch Lam đến, Lộ Đại Giang đang băng bó cho Lộ Tiểu Lộ. Lộ Tiểu Lộ đưa cho Bạch Lam đôi giày của mình bị tuột hôm qua. Dấu giày trùng với dấu tìm thấy trong kho lạnh, cả hai suy đoán rằng Hồ lão đại có thể đã cấu kết với Hoàng Thanh. Nghe xong, Lộ Đại Giang bỏ đi, chỉ nói là ra ngoài đi dạo. Hồ lão đại đang cùng anh em chia dưa hấu ăn, nhưng giữa chừng nhớ ra lão Ngũ cắt dưa lâu quá, đang định đi xem thì Lộ Đại Giang dẫn người bước vào. Lộ Đại Giang thẳng thắn nói mình bây giờ là người lương thiện, nhưng nếu ai động vào em trai mình, dù phải ngồi tù suốt đời cũng không ngồi yên. Hồ lão đại trả lời không có oán thù gì với Lộ Tiểu Lộ, chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi. Đối mặt với đe dọa của Lộ Đại Giang, Hồ lão đại bất đắc dĩ phải chịu thua, nhưng khi Lộ Đại Giang rời đi, Hồ lão đại đã âm thầm quyết tâm rằng một ngày nào đó sẽ hoàn toàn đánh bại Lộ Đại Giang. Bạch Lam và Lộ Tiểu Lộ cùng nhau uống rượu, Bạch Lam không tin Hoàng Thanh không muốn công nhân trở lại làm việc, nên đã thuê người đánh ngư sư phụ, không muốn hợp tác với Lộ Tiểu Lộ, vì thế đã thuê người đánh Lộ Tiểu Lộ. Bạch Lam không thể tin đó là người mà cô đã tin tưởng trước đây, cô cũng không dám nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau này. Ngày hôm sau, họ mời các nhà phân phối mà Lộ Tiểu Lộ đã tích lũy được bấy lâu nay, Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam đã pha trà sữa mà Lộ Tiểu Lộ tự nghiên cứu cho họ uống. Trong khi mọi người thưởng thức, Lộ Tiểu Lộ kể về ý định sử dụng nhà máy thực phẩm để sản xuất một lô bột trà sữa, sau đó phân phối cho mọi người bán ra. Bạch Lam cầm lên bột trà sữa do Lộ Tiểu Lộ làm, chỉ ra ưu điểm là dễ vận chuyển, có thể bán ra toàn quốc và hương vị rất hấp dẫn. Lộ Tiểu Lộ rõ ràng nói rằng sản lượng sẽ không lớn, chỉ là để công nhân có thể duy trì cuộc sống cơ bản, không nhằm mục đích kiếm tiền lớn. Các nhà phân phối rất ngưỡng mộ hành động của Lộ Tiểu Lộ, nhưng cũng phải xem xét lợi ích của mình. Lộ Tiểu Lộ đề xuất sẽ dùng tiền của mình để bù đắp, Bạch Lam bổ sung rằng cô cũng có thể hỗ trợ. Ông chủ Hoàng đến nhà máy, không ngờ phát hiện Bạch Lam đã sắp xếp cho nhân viên trong nhà máy bắt đầu làm việc trở lại, cơn giận dữ khiến ông ta muốn sa thải mọi người. Bởi vì việc nhà máy hoạt động trở lại chưa bao giờ là mục tiêu của ông chủ Hoàng, nhưng ngay khi lời này vừa ra khỏi miệng, nhân viên bảo vệ đã không đồng ý, tuyên bố họ có thể đi, nhưng sẽ không bao giờ đồng ý đuổi những người già trong nhà máy, sau đó họ đã rời đi. Bạch Lam lo lắng Hoàng Thanh có thể làm điều gì đó không tốt, đang định bàn bạc phương án với Lộ Tiểu Lộ thì Lý Quang Nam đi vào. Bạch Lam lấy cớ cho Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam không gian riêng. Lý Quang Nam vẫn khuyên Lộ Tiểu Lộ nên buông bỏ nhà máy thực phẩm, nhưng Lộ Tiểu Lộ không nghe. Hoàng Thanh và Phó Thị trưởng Bí đang thảo luận về việc mua bán đất, quay đầu thấy Lý Quang Nam đang có tâm sự, quyết định giúp đỡ Lý Quang Nam. Bạch Lam và Tần Quyên nói chuyện, nói về vụ cá cược của Bạch Lam với ông chủ Hoàng. Hai người bắt đầu nghĩ cách làm cho mối quan hệ giữa hai người được cải thiện. Vừa hay đến sinh nhật Lý Quang Nam là thời điểm tốt để hành động. Hoàng Thanh đã hẹn gặp Lý Quang Nam. Ban đầu Lý Quang Nam rất đề phòng, nhưng Hoàng Thanh biết Lý Quang Nam muốn gì. Lý Quang Nam nói rằng mình biết Hoàng Thanh và Phó Thị trưởng Bí đang làm gì, chỉ là không muốn Lộ Tiểu Lộ tiếp tục như vậy. Cuối cùng Lý Quang Nam quyết định giúp Hoàng Thanh ngăn chặn sự hợp tác giữa Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam, nhưng sau khi việc này xong thì mình muốn lấy khu sân trượt băng. Hoàng Thanh nói rằng đã có người đến hỏi mua khu đất đó. Lý Quang Nam yêu cầu Hoàng Thanh suy nghĩ lại xem mình có xứng đáng với mảnh đất đó không. Đào Tỷ tìm Lộ Đại Giang vì nghe nói Hoàng Thanh và Hồ lão đại liên thủ chèn ép Lộ Tiểu Lộ. Đào Tỷ không muốn Lộ Đại Giang tiếp tục dính líu vào và đề nghị cùng Lộ Đại Giang rời khỏi Phú Thành. Lộ Đại Giang nói mình không thể không quan tâm đến Lộ Tiểu Lộ. Đào Tỷ hỏi sau khi xử lý xong việc này có đi cùng mình không. Lộ Đại Giang nói đã nói sẽ không rời bỏ Đào Tỷ, vì vậy chắc chắn sẽ đi. Đào Tỷ rất vui. Lý Quang Nam nhanh chóng hành động, gọi những nhà phân phối mà Lộ Tiểu Lộ đã thỏa thuận trước đó rồi đưa ra lời mời chào hấp dẫn, hy vọng họ chấm dứt hợp tác với Lộ Tiểu Lộ, nhưng họ coi trọng mối quan hệ với Lộ Tiểu Lộ nên Lý Quang Nam thất bại. Ngư sư phụ vẫn đang buồn về việc nhà máy, khi Ngư Tiểu An đề nghị dẫn ông rời Phú Thành thì ông từ chối và quay lại nhà máy.
Hồ lão đại nhận được lệnh bắt đầu phá hủy những thứ trong nhà máy, công nhân không đồng ý, hai bên xảy ra xung đột. Lý Quang Nam đứng từ xa nhìn tất cả những điều này. Lý Quang Nam gọi điện cho ông chủ Hoàng, nhưng người nghe điện là tài xế của Hoàng Thanh. Lý Quang Nam tra hỏi vì sao lại còn tiếp tục phá dỡ nhà máy, mặc dù mình đã đồng ý giúp đỡ. Người kia lại nói, vì Lý Quang Nam đã làm hỏng mọi thứ, nên sau này không cần sự can thiệp của Lý Quang Nam nữa, còn nói Lý Quang Nam không có tư cách đánh giá bất kỳ hành động nào của Hoàng Thanh. Lý Quang Nam tức giận dùng chuyện giữa Hoàng Thanh và phó thị trưởng Bí để uy hiếp Hoàng Thanh, sau đó cúp máy. Nghe thấy nội dung cuộc điện thoại, Tần Quyên cũng bỏ chiếc bánh sinh nhật dành cho Lý Quang Nam rồi ra đi. Lý Quang Nam nhìn chiếc bánh chìm trong suy nghĩ, mặt khác đáy mắt Hoàng Thanh càng thêm tối tăm, có vẻ như sẽ có chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Ngư sư phụ cùng các công nhân chuẩn bị, sẵn sàng đối đầu. Ngoài trời bắt đầu mưa to, nhưng điều đó không ngăn cản bước chân của các công nhân khác. Một nhóm lớn công nhân đứng cùng phe với ngư sư phụ dầm mưa đến để xác nhận chuyện ông chủ Hoàng muốn phá nhà máy. Biết rằng ban ngày họ đã động vào bức tượng, mọi người càng kiên định hơn trong lòng. Trừng Cước cũng gia nhập vào nhóm của mọi người, ngư sư phụ cảm động. Ngoài ra, còn có Tần Quyên đến nhà máy dưới trời mưa, cô đến văn phòng tìm hợp đồng, cuối cùng tìm thấy hợp đồng phó thị trưởng Bí và Hoàng Thanh ký. Nhưng khi đang đi thì bị tài xế của Hoàng Thanh phát hiện, Tần Quyên cầm đồ chạy, khi chạy bức tượng. Do đã bị hư hại vào ban ngày và thêm mưa lớn nên đã đổ xuống, trúng ngay vào Tần Quyên, tài xế của Hoàng Thanh thấy từ xa đã dừng bước. Cuối cùng Tần Quyên được ngư sư phụ và Trừng Cước đưa đến bệnh viện, nhưng Tần Quyên bị gãy cột sống. Bác sĩ bảo Lý Quang Nam chuẩn bị tinh thần cho tình trạng liệt nửa người dưới của Tần Quyên. Lý Quang Nam quỳ gối trên đất như phát điên. Anh không thể chấp nhận sự thật này, mọi người không thể giúp gì được anh, chỉ có thể nhìn Lý Quang Nam gào thét trong tuyệt vọng. Sau sự cố xảy ra tại nhà máy, chính phủ quyết định tiến hành bỏ phiếu dân chủ để quyết định liệu có nên chấp thuận việc chuyển đổi nhà máy hay không. Bạch Lam và Lộ Tiểu Lộ đau lòng, không biết liệu nhà máy này có còn giữ được không. Giao dịch giữa Hoàng Thanh và thị trưởng Bí vẫn đang diễn ra, nhưng tất cả những điều này đều bị Lộ Đại Giang thấy được từ phía sau camera. Tối đó, Lộ Đại Giang nói với Lộ Tiểu Lộ rằng anh ấy muốn cùng Đào Tỷ đi Thái Lan. Ở bên kia, Tần Quyên đã tỉnh lại nhưng lòng đã chết, chủ động đề nghị ly hôn với Lý Quang Nam, cả hai đều rất buồn. Khi Lộ Tiểu Lộ tìm thấy Lý Quang Nam, anh ấy đang nằm ở sân trượt băng uống rượu. Lộ Tiểu Lộ không muốn thấy Lý Quang Nam sa đọa, kéo anh đến bệnh viện thăm Tần Quyên. Trên đường, Lộ Tiểu Lộ rất tức giận và cuối cùng đã lôi Lý Quang Nam xuống biển, nhúng đầu anh xuống nước biển để cho tỉnh lại. Trong bệnh viện, Bạch Lam đang lo lắng về chi phí y tế của Tần Quyên, bác sĩ đề nghị đến nhà máy làm ầm ĩ để nhà máy bồi thường, nhưng Bạch Lam lại suy nghĩ sâu xa. Lộ Tiểu Lộ và Lý Quang Nam đã nói rất nhiều, Lý Quang Nam cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại và hiểu mình phải làm gì. Bạch Lam vẫn ở bên cạnh Tần Quyên, giúp cô ấy massage, dù Tần Quyên không tin mình sẽ khỏi, nhưng Bạch Lam vẫn khích lệ cô. Bạch Lam vừa bước ra khỏi bệnh viện thì bị một chiếc xe tải kéo đi. Khi ông chủ Hoàng nhận được cuộc gọi từ Hồ lão đại, Bạch Lam đã ở trong tay Hồ lão đại. Nhưng sau khi cúp máy, Hoàng Thanh gọi điện cho Tiểu Lý chuẩn bị xe đến sân bay, nhưng vẫn bị người của Hồ lão đại chặn lại. Tiểu Lý lao xuống nhưng đã quá muộn, rất nhanh sau đó thị trưởng Bí và Hoàng Thanh đều phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Lý Quang Nam muốn tìm Hồ lão đại trả thù cho Tần Quyên, nhưng không ngờ lại thấy hình ảnh Bạch Lam bị bắt cóc. Lý Quang Nam bình tĩnh lại ngay lập tức gọi điện cho Lộ Tiểu Lộ. Lúc này Lộ Tiểu Lộ đang nói chuyện với Lộ Đại Giang đang đóng gói hành lý. Nghe tin Bạch Lam bị bắt cóc, Lộ Tiểu Lộ lập tức sững sờ, sau đó bảo Lý Quang Nam đừng hành động ẩu, rồi lập tức khởi hành. Hồ lão đại bắt cóc Bạch Lam và nói rằng Hoàng Thanh thật không phải người tốt. Bạch Lam nói rằng anh ấy sẽ không đến và khuyên họ nên từ bỏ việc bắt cóc mình. Hồ lão đại vẫn tin rằng Lộ Tiểu Lộ sẽ đến cứu Bạch Lam và buộc cô phải nói ra cách liên lạc với Lộ Tiểu Lộ. Bạch Lam nói rằng cô ấy đã không còn liên lạc với Lộ Tiểu Lộ từ lâu, nhưng Hồ lão đại không tin, lấy điện thoại của Bạch Lam ra để tìm số. Ngay khi Hồ lão đại chưa kịp nói hết câu, tiếng của Lộ Tiểu Lộ đã vang lên và ngay sau đó Lộ Tiểu Lộ cùng Lý Quang Nam xuất hiện. Hồ lão đại rất vui mừng, yêu cầu Lộ Tiểu Lộ trả 300.000 mà Hoàng Thanh nợ mình để đổi lấy tự do cho Bạch Lam. Lộ Tiểu Lộ đề nghị trả tiền sau khi người được thả, nhưng Hồ lão đại không chấp nhận. Lý Quang Nam và Lộ Tiểu Lộ bắt đầu chiến đấu, nhưng họ không phải là đối thủ và bị đánh bại rất nhanh. Trong lúc nguy cấp, Lộ Đại Giang lao vào trên chiếc xe máy. Khi thấy Lộ Đại Giang xuất hiện, Hồ lão đại rất hài lòng vì anh ta đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Lộ Đại Giang nói rằng mình không đến để chiến đấu mà để xin lỗi, nhưng Hồ lão đại không để yên, yêu cầu Lộ Đại Giang cắt ngón tay để đổi lấy mạng người. Lộ Đại Giang đồng ý, nhưng Lộ Tiểu Lộ hoảng loạn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lộ Đại Giang ra tay nhưng đối phương quá đông, anh ta bị đánh vào đầu và tạm thời tỉnh lại nhưng vẫn cầm dao đâm vào Hồ lão đại. Cuối cùng Hồ lão đại ngã xuống, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, người của Hồ lão đại nhanh chóng tan rã. Lộ Tiểu Lộ lo lắng cho Lộ Đại Giang, nhưng anh ta cố gắng tỏ ra mình không sao và cuối cùng Lộ Tiểu Lộ để Lộ Đại Giang cùng Đào Tỷ đi Thái Lan. Lộ Đại Giang phóng xe đến bến tàu, nơi Đào Tỷ đang chờ, nhưng anh không thể đến được. Máu trên đầu Lộ Đại Giang chảy càng lúc càng nhiều, cuối cùng anh mất ý thức và ngã xuống cùng xe. Đào Tỷ gọi điện nhưng anh không thể nghe máy, chỉ nhìn vào tấm bưu thiếp Đào Tỷ tặng, nơi cô ấy luôn muốn đến. Bỗng nhiên trời bắt đầu tuyết rơi. Hồ lão đại cũng đã bị bắt và cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Nhà máy cuối cùng đã hoàn thành cải cách với sự hỗ trợ của chính phủ và công nhân cũng nhận được bồi thường xứng đáng. Lộ Tiểu Lộ và Bạch Lam cuối cùng đã đến nhà hàng Con Đường Xanh để ăn tối. Đây là bữa ăn cuối cùng trước khi Bạch Lam đi nước ngoài.
họ gọi bít tết 98 phần. Lộ Tiểu Lộ nói rằng phía Á Phương đã đưa ra lời mời hòa giải và mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tích cực. Lộ Tiểu Lộ hỏi liệu cô ấy có trở lại không. Bạch Lam thẳng thắn nói rằng mọi thứ vẫn còn bất định. Sau khi hai người chia tay, nhân viên phục vụ đưa đến một mẩu giấy ghi chú từ quầy bar. Đó là những dòng Bạch Lam để lại cho Lộ Tiểu Lộ mỗi dịp sinh nhật khi cô ấy đến ăn bít tết 8/9. Hiểu ra điều gì đó, Lộ Tiểu Lộ đã vội vàng đuổi theo Bạch Lam và họ đã ôm nhau đầy say đắm. Một năm sau, Ngưu Tiểu Anh và Trường Cước tổ chức đám cưới, Ngưu sư phụ rất vui mừng. Quang Nam và Tần Quyên cũng đến, chân Tần Quyên cũng sắp khỏi hẳn, mọi người đều rất vui. Bạch Lam chưa kịp đến, lễ cưới đành diễn ra trước. Trường Cước đã hát một bài hát trong đám cưới của mình để kỷ niệm tuổi trẻ chung của mọi người. Những gì đã xảy ra trước đó nhanh chóng lướt qua tâm trí mọi người và không biết tự bao giờ Lộ Tiểu Lộ đã rơi lệ. Sau đó Bạch Lam cũng đến, cầm máy quay để ghi lại Lộ Tiểu Lộ. Anh hỏi tại sao giờ cô mới đến, Bạch Lam nói rằng cô đã đến từ sớm, chỉ là đang ghi lại mọi thứ. Trong máy ảnh của Bạch Lam, mọi người đều hạnh phúc, vui vẻ cười. Sau đó mọi người cùng nhau đi về phía biển, đi được một đoạn thì mọi người bắt đầu chạy hỗn loạn, thậm chí Lý Quang Nam cũng bỏ rơi Tần Quyên. Tần Quyên vội vã đuổi theo họ, và khi quẹo qua một góc, cô phát hiện ra mọi người đang đợi mình. Lý Quang Nam quỳ gối xuống, một lần nữa bày tỏ tình yêu của mình, Tần Quyên cười và đeo nhẫn vào tay. Ánh mắt mọi người đều tràn ngập hạnh phúc, chỉ tiếc nuối tuổi trẻ của bản thân và Lộ Đại Giang đã rời xa mọi người. Bộ phim cũng khép lại tại đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.